Ôi, cái trận bồ quá hay đấy nhỉ. Bồ thắng không anh? Thắng, Ronaldo là quả đúp mà. Giỏi đấy. Từ ra, anh vào. Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với anh. Anh có chuyện gì anh nói đi. Em có yêu anh không? Anh hỏi gì mà buồn cười thế? Đương nhiên là em phải yêu anh rồi. Bọn mình đã yêu nhau hơn một năm rồi cơ mà. Đấy, phải có câu này của em là anh dám nói đấy. Thôi được rồi, có chuyện gì thì anh nói đi. Anh thì có mà úp úp mở mở nữa. Tường Sang. Dạ. Mình cười nhau đi. Tại sao hôm nay anh lại hỏi em chuyện này? Rõ ràng là đợt trước ý, anh bảo với em là anh muốn có một công việc khác ổn định hơn, rồi anh mới quyết định cưới mà. Anh đã từng nghĩ thế, nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi. Hai đứa mình phải cưới nhau, sau đấy mới an cư lập nghiệp. Mở một cửa hàng kinh doanh nào đấy nhỏ nhỏ thôi, hai đứa làm với nhau, anh nghĩ là ổn mà. Cái cửa hàng hiện tại mà em đang làm ý, thì nó có hơi nhỏ, một mình em làm thì còn được. Nếu mà cả hai đứa cùng làm thì có hơi... Cái đấy anh cũng đã tính rồi. Bây giờ ấy, anh đang có 700 triệu. Em chỉ cần thêm với anh 500 triệu thôi là mình đã mua được cửa hàng phố bên cạnh. Này, cửa hàng đấy hai mặt tiền luôn ấy. Kinh doanh thì quá là ổn luôn. Nhưng mà tại sao lại rẻ như thế? Em nghĩ là cái cửa hàng như thế ít nhất là cũng phải 1,5 tỷ chứ. Anh thăm dò được tình hình ấy, là cái ông chủ gà bên đấy đang bị vỡ nợ. Cho nên là bây giờ cần bán gấp cái cửa hàng. Thế nên anh mới bàn với em xem nhà mình lấy cửa hàng đấy về, còn lo tương lai cho hai đứa nữa chứ. Mình phải tranh thủ cơ hội nó đến một lần thôi. Nói thật ý, thì em cũng không thích anh suốt ngày loanh qua loanh quanh ở nhà, cũng muốn anh có một công việc riêng. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ một mình em kinh doanh với cửa hàng vừa phải thì cũng đã ổn rồi. Khổ dễ nhở. Anh chỉ là muốn lo tương lai hai đứa thôi. Với cả là anh cũng sợ em làm bên ngoài một mình nó vất vả, sau này còn có con nữa chứ, đúng không? Làm sao để làm một mình mãi được. Em cảm ơn anh. Vậy thì em sẽ nghe theo anh nhá. Thế là em đồng ý cùng anh mua cửa hàng đấy á? Vâng. Mọi chuyện sẽ theo anh hết. Thế tốt quá rồi. Bây giờ này, anh sẽ sang bên đấy nói chuyện với cửa hàng bên đấy. Mọi thứ ấy, anh sẽ lo hết. Em chỉ việc rút tiền và đưa cho anh thôi nhá. Ok ạ. Ngoan lắm. Thôi thế để anh đi luôn cho sớm. Vâng. Anh đi cẩn thận. Sao cứ mãi không liên lạc được thế này? Trời ơi, sao cứ thuê bao suốt? Cảm ơn em đã gửi tiền đền bù cho anh một năm coi chăm sóc em. Anh đi rất xa rồi, không cần phải tìm anh nữa. Anh uống hơi nhiều đấy. Anh uống cốc nước giải rượu đi, rồi nghỉ cho sớm. Anh cảm ơn em nhé. Đối tác hôm nay rất là quan trọng nên không lơ sơ được. Thôi, anh vào nghỉ trước đây. Thank you.
Thưa chủ tịch, đây là tài liệu mà anh cần ạ. Anh... Cô... Anh là chủ tịch của công ty này ạ? Cô đến đây làm gì đấy? Tôi là nhân viên mới ở công ty ạ. Hôm qua cô bỏ thuốc vào cốc của tôi, xong rồi vào phòng của tôi nữa. Hôm nay cô đến công ty tôi. Này, cô đến đây có mục đích gì đấy? Không phải đâu, tôi không có mục đích gì đâu ạ. Hôm qua chẳng qua là tai nạn thôi. Tai nạn? Cô nói chuyện dễ nghe nhở? Tại vì hôm qua tôi uống say quá nên là mới như thế. Thôi đi, cô nghĩ tôi sẽ tin vào những cái lý do vớ vẩn đấy của cô à? Hả? Cô đến đây nhé, cô muốn tiền của tôi đúng không? Tôi đến đây làm việc ở công ty của anh đúng là để kiếm tiền, nhưng ngoài ra ấy thì không có mục đích nào khác cả. Áo của anh tôi sẽ giặt sạch, rồi bao giờ sạch tôi sẽ trả lại nó cho anh. Này, tôi nói cho cô biết nhé, cô kiếm tiền của tôi ấy không dễ đâu. Mà còn cái áo đấy thì cô vứt luôn đi. Bây giờ anh không tin tôi ấy, thì tôi cũng đành chịu. Thôi, tôi xin phép ra ngoài làm việc đấy ạ. Từ bây giờ, cô sẽ là thư ký riêng của tôi. Mọi công việc của cô ấy sẽ là do tôi giao trực tiếp. Dạ. Vâng ạ. Đi ra ngoài lấy cho tôi cốc cà phê đi. Cà phê của anh đây ạ. Công ít sữa thế. Đổi ra cốc khác đi, lấy tôi cốc khác đi. Cốc này nhiều sữa với là nóng hơn rồi đấy ạ. Chủ tịch, tôi đã làm xong hết việc rồi đấy ạ. Xong cô thở hổn hển thế, đã mệt rồi à? Dạ không, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây, cô cầm hết đống tài liệu này về đọc đi nhá. Dạ. Sao? Cô không làm được việc à? Thế thì nghỉ đi. Không ạ, tôi sẽ đọc ạ. Con đi đi, còn chần chừ gì nữa? Hay muốn lấy thêm ít nữa à? Dạ không ạ, tôi đi làm việc ngay đây ạ. À, này, đi đứng cái kiểu gì đấy, mù à? Dạ, em xin lỗi chị, em không để ý ạ. Tao chả hiểu sao ấy, chủ tịch lại chọn một cái đứa nhà quê vụng về như mày để làm trợ lý riêng nữa. Cái điều đấy thì em cũng không biết. Hay là bây giờ thủ đoạn gì để mồi trái anh ấy chứ gì? Em không có như thế, mong là chị đừng có đặt điều linh tinh ạ. Những cái đứa nhà quê thất học như mày ấy, lúc nào cũng tỏ ra là ngây thơ vô tội lắm, nhưng mà trong lòng ấy chỉ toàn là dối trá thôi. Chị cái gì? Lần sau đi đứng ấy, mở to con mắt ra biết chưa? Vâng ạ. Mang cho tao cốc cà phê vào phòng. Vâng ạ. Dạ, cà phê ở chị đây ạ. Đưa cho tao. Mày làm cái gì đấy? Mỗi cốc cà phê cũng không xong nữa. Dạ, em xin lỗi ạ. Xin lỗi? Xin lỗi mà sao mà? Mày biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Thế hết bao nhiêu để em đền ạ? Mày làm như 200-300 mà đòi đền. Đôi này ấy, tao mua mấy chục củ chứ cũng ít gì. Mà có tiền ấy, chưa chắc đền được đâu biết chưa? Nó là bảng giới hạn. Bảng giới hạn mày biết không? Thế bây giờ chị muốn như nào ạ? Cúi xuống mà lo đi còn gì nữa. Chị cái gì? Không làm được thì cút ra ngoài. Đã nghèo còn sĩ diện đòi đền.
Alo. Có chuyện gì? Hình như là cô ta đã có thai với anh rồi đấy. Anh về mà nhận con của anh đi. Thật đấy. Nhưng bây giờ tôi mà về thì cô ta xé xác tôi ra. Yên tâm, cô ta không dám đánh anh đâu. Chỉ cần anh về đây, tôi sẽ cho anh một số tiền. Được, 10 triệu. Được rồi, thời gian địa điểm báo sau. Mời vào. Sao sắc mặt của cô kém thế? Anh Long, hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi xin phép anh, hôm nay tôi nghỉ ạ. Ừ, thôi cô nghỉ đi. Bao giờ khỏe đi làm nhé. Dạ, tôi cảm ơn. Anh uống cốc cà phê cho tỉnh táo này. Ừ, cứ để đấy cho tôi. Gọi từ sau vào đây tôi bảo. Sáng nay anh cho cô ấy nghỉ rồi mà. Anh cần gì thì cứ gọi em ạ. Không có gì đâu, cô ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng. Cô cười cái gì đấy? Gần miệng anh bị dính mực kìa. Chỗ này á? Hết chưa? Hết chưa? Chưa, để tôi chụp cho anh xem này. Đây này. Để tôi lau cho. Đến đây để nói chuyện với tôi à? Tường Sơn, anh xin lỗi, đáng nhẽ là anh luôn lừa em như thế. Sao? Bây giờ anh tiêu hết tiền rồi, nên là anh mới mỏ mặt về đây đúng không? Tại lúc đấy, anh chơi lô đề với thua lỗ, bọn xã hội đen nó dí anh quá cho nên là anh túng quá phải làm liều. Anh xin lỗi. Thôi, anh không phải nói một câu nào nữa đâu. Tất cả anh chỉ là biện minh thôi. Từ bây giờ tôi nhất định sẽ không mở tin anh nữa. Anh mà cút ra khỏi nhà tôi. Anh quay về đây có mục đích gì? Sao anh không xin em gì cả. Anh chỉ là muốn xác nhận một cái thông tin. Có phải là em có thai rồi? Anh được làm bố rồi đúng không? Loại người như anh mà cũng đòi làm bố cơ. Anh chỉ là muốn có trách nhiệm với em và con thôi mà. Xin lỗi. Anh không xứng đáng. Nên là bây giờ ấy, anh cút ra khỏi nhà tôi. Và đừng bao giờ để tôi thấy mặt của anh nữa. Nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa đấy. Tôi có việc đột xuất, tôi phải đi đây. Anh Long. Anh uống rượu đây à? Đấy là việc của tôi. Cô có con rồi phải không? Cô đúng là cái đồ đàn bà lăng nhăng. Cô không biết xấu hổ à? Tại sao anh lại nói em như thế? Thôi đi. Tôi đã nhìn thấy thằng đấy đến tận đây để nhận con của cô rồi đấy. Cô kiếm một người giàu để thay thế và làm cha con cô đúng không? Nó là con của anh mà. Thôi đi. Cô đừng tưởng cô ăn vạ, cô khóc lóc, cô nói những cái điều đấy tôi sẽ tin. Cô biết hết cả rồi. Anh Long, những gì em nói đều là sự thật, em phải tin em chứ. Anh Long. Tường Sơn, em có làm sao không? Bụng của em hơi đau. À.
cho tôi một xe cấp cứu đến sảnh C toàn giờ tu đi ạ. Nhanh lên nào. Alo. Anh Long phải không? Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Tôi là bác sĩ khám cho cô Tường San. Hiện tại thai nhi mới được hơn 1 tháng, nên cô ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều để đảm bảo sức khỏe. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Đúng là tầm hơn 1 tháng. Như vậy cô ấy nói đúng, đó là con của mình. Tường San. Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đây để xin lỗi em. Anh thì có lỗi gì đâu mà xin chứ. Tường San, anh biết là em đang giận anh, nhưng em từ từ nghe anh nói đã được không? Anh có chuyện gì thì anh nói nhanh lên, em còn phải nghỉ ngơi nữa. Hôm trước vì anh đã mất bình tĩnh nên đã nói mấy lời xúc phạm đến em. Anh xin lỗi em nhé. Em đừng giận anh nữa được không? Chuyện đấy không phải là do anh hiểu nhầm em, mà là anh không có sự tin tưởng nào ở em cả. Anh hứa từ bây giờ anh sẽ tin tưởng em tuyệt đối, quyết không hai lời nữa. Em lấy cái gì để tin anh? Sau dự án lần này, chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ chăm sóc em và con cả đời này, nhá. Ai lấy anh cơ chứ? Thế không lấy nhau thì con của chúng ta sẽ như nào? Em sẽ làm mẹ đơn thân. Ê chết, làm như vậy thì tội cho con và anh lắm. Em đừng giận anh nữa được không? Em đồng ý nhá. Tại sao anh buồn cười đấy, anh cứ như trẻ con ấy. Thôi được rồi, lần này là em tha cho anh đi nhá, không có lần thứ hai đâu. Ok ạ. Em yêu, bây giờ em chuẩn bị đi, anh đưa em với con đi tầm bổ nhá. Anh đợi em ở ngoài rồi em chuẩn bị đi nhá. Vâng ạ. Cô đến nhà tôi có việc gì đấy? Sao phải bất lịch sự thế nhở? Không mời nổi khách không nước được ạ? Tôi nghĩ là cô cũng chẳng dám uống nước nhà tôi đâu. Mày nói đúng rồi đấy. Nhà mày bẩn thỉu thế này, đến ngồi tao còn chả dám ngồi nữa là. Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi cũng chẳng có thời gian để mà đứng đây tiếp chuyện với bà cô. Tao tưởng mày thế nào, hóa ra ấy cũng chỉ là cái dạng gái rẻ tiền dùng thân để mồi chài chủ tịch thôi. Mái, cũng may là mày có cái thai này nên mới trói buộc được anh ấy đấy. Không còn lâu nhá. Nếu mà nói như thế thì chắc là tôi cũng phải cảm ơn cô. Vì nhờ có cô mà tôi mới được hưởng phước như là ngày hôm nay mà. Tao sợ là ấy, cái phước này mày không hưởng nổi được đâu. Chị định làm gì tôi? Mày đã cướp vị trí phu nhân của tao ấy, thì tao sẽ cho mày biến mất vĩnh viễn khỏi mắt anh Long. Vào đây đi. Đem nó đi xử lý cho tao. Tao không muốn nhìn thấy nó trên cõi đời này nữa. Này, anh làm gì đấy? Bỏ cô ấy ra. Tường San, em có sao không? Đi ra đi. Tường San, Tường San, em có sao không? Em không sao ạ. Anh có làm gì em không? Cô thôi đi. Cô không tỏ vẻ đạo đức giả ở đây đâu. Cô tưởng tôi không biết à? Sao anh lại nói thế? Em chỉ là quan tâm Tường San thôi mà. Thế tại sao cô lại ở đây? Thăm cô ấy. Thăm? Tại sao người ấy không kêu cứu đi? Tại hắn đe dọa em nên em không dám kêu ấy chứ.
Cô diễn kịch giỏi lắm đấy. Cô tưởng cô làm gì tôi không biết à? Hả? Em không có. Anh Long, anh đừng có hiểu lầm em à. Cô tưởng tôi không biết gì à? Ngay cả cái việc cô gọi người đến đánh Thượng San tôi cũng biết rồi. Thôi được. Cái chuyện cô bỏ thuốc độc vào trong cốc của tôi ấy, tôi cũng đã biết hết rồi. Và ngay ngày hôm trước, cô gọi Hải đến để chia rẽ tình cảm của tôi đấy. Cô cầm về nhà cô xem đi. Còn ngay bây giờ, cô hãy cút ra khỏi đây. Từ ngày mai cô không phải đi làm nữa. Trong công ty của tôi không chấp nhận một người con gái nham hiểm như cô đâu. Em thực sự không sao chứ? Em không sao. Em cảm ơn anh đã đến nhá. Bảo vệ mẹ con em là việc anh phải làm rồi. Cô ơi, cho tôi hỏi cô một chút, tôi tò mò quá. Người này là ai nhỉ? Không phải là định tán tỉnh lừa lọc mình gì đấy chứ? Hay là lại môi giới nhà đất, bảo hiểm, mồi trải đa cấp? Nhìn đẹp trai thế này mà, hài, đáng tiếc thật đấy. Cô ơi, cô sao thế? Tôi chỉ muốn hỏi cái vòng tay của cô một chút thôi. Cô lấy nó ở đâu vậy? Tự nhiên anh hỏi vòng tay của tôi làm gì? Cái vòng này không có đắt giá gì đâu. Cô đừng hiểu lầm. Tại vì tôi thấy cái vòng tay này nó quen quá. Nó giống bọn em gái tôi đeo. Chúng tôi thất lạc nhau từ nhỏ, nên tôi mới biết là cô mua nó ở đâu thôi. Thôi, mấy cái trò này anh đừng có mà diễn nữa, đừng có mà lừa tôi. Trên đời này đâu phải là có nhiều người thất lạc nhau như thế. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì lừa cô hay là như nào đâu. Thực sự là tôi muốn hỏi nó là cô mua nó ở đâu thôi. Thôi, tôi không trả lời đâu, không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi đi về đây, nhìn anh cũng đẹp trai mà anh sống được gì ấy. Tôi đi về đây. Ôi cô ơi. Cái anh này. Chết rồi. Anh làm hỏng đồ tôi rồi, bây giờ phải làm thế nào? Tôi sẽ đền nó cho cô. Đền á? Bây giờ anh nói chuyện đền dễ như thế à? Anh có biết ý, đồng hồ này tôi đã phải tiết kiệm bao lâu mới mua được không? Cái này là tôi tặng người yêu tôi đấy. Anh có biết là nó ý nghĩa như nào với tôi không hả? Tôi xin lỗi, vì đường đột quá nên tôi đã khiến cô nghĩ tôi là kẻ lừa đảo. Thực ra tôi là chủ tịch công ty FVM, chắc cô đã nghe đến. Tôi chỉ hy vọng là cô thể nói cho tôi chuyện tôi muốn nghe thôi. Công ty FVM á? Này, anh đừng nghĩ là anh có thể khoác trên mình mấy cái bộ đồ đắt tiền, xài đưa cái danh thiếp này ra ấy, thì người khác sẽ tin nhá. Tôi không thể nào tôi hiểu nổi tại sao lại có một người không có niềm tin vào xã hội như này đấy. Tại vì anh toàn nói những thứ không đáng tin thì làm sao tôi tin được. Thôi được rồi, bây giờ cô cho tôi số điện thoại đi. Tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ. 3 ngày sau cô đến trực tiếp công ty của tôi sẽ đền cho cô. Có mà ấy, 3 ngày sau tôi sẽ chết ngất vì phải nghe mấy cái cuộc điện thoại tiếp thị. Không thì số tài khoản của tôi, úi dồi ôi, xong rồi cái số tài khoản ngân hàng của tôi ấy, nó cũng bay hết sạch tiền tại vì lừa đảo đấy. Thôi được rồi, thế thì cô cho tôi địa chỉ của cô đi, tôi sẽ đến tận nơi, được chưa? Có vẻ là mình nghi ngờ anh ta hơi quá rồi. Dù gì thì cũng không thể tặng anh Hải cái đồng hồ học này được. Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ tạm thời tin anh. Tôi sẽ cho anh địa chỉ nhà của tôi. Nhưng mà ấy, anh phải cho tôi một cái gì đấy để còn làm con tin chứ. Nhỡ đâu 3 ngày sau anh mất hút đi thì tôi biết phải tìm anh ở đâu. Đây là điện thoại của tôi, cô cầm lấy đi. Thế đã được chưa? Wow, xem ra anh không phải là Phường lừa đảo rồi đấy. Mời anh vào nhà. Đây là chiếc vòng. Chiếc vòng này vốn dĩ không phải là của tôi. Tôi mua lại nó từ một cô gái. Anh xem đi. Nó đúng là của em gái tôi rồi. Chúng tôi lạc nhau từ nhỏ. Bố mẹ thì mất cả. Tôi thì được nhận nuôi. Cậu không biết bây giờ nó đang lưu lạc nơi nào nữa. Cô gái mà tôi gặp ấy, cô ấy trông tội nghiệp lắm. Cô ấy bị người ta lừa, mất hết tiền, xong rồi lại còn bị đánh đập nữa. Tôi thấy thương nên là cô muốn giúp.
nhưng mà cô ấy không muốn chỉ nhận tiền không, nên là mới phải lấy cái vòng này để mà trao đổi với tôi đấy. Vậy bây giờ cô biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi không biết, chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau trên đường thôi. Cô ấy cũng phải tần ngần mãi mới dám tháo chiếc vòng ra để mà đưa cho tôi. Tại vì tôi thấy cô ấy tội nghiệp nên là cũng chỉ giúp tiền thôi, chứ không có hỏi han gì nhiều. Tôi chỉ biết là cô ấy tham gia đa cấp, xong rồi bị bọn nó lừa đảo, đến nhà đòi tiền ấy thì lại còn bị đánh nữa. À, nhờ tôi có nhớ địa chỉ mà chúng tôi đã gặp nhau, để tôi ghi lại cho anh, biết đâu ấy anh đến đấy tìm rồi hỏi han mọi người xung quanh thì lại có thể tìm được cô ấy thì sao? Cảm ơn cô nhé. À, mà cô tên là gì nữa? Cô sống đây một mình à? Tôi tên là Tường San. Bố mẹ tôi ấy, vì phá sản nên là họ đã đi vào miền Nam hết rồi. Nhà này cũng chỉ là nhà tôi thuê thôi. Tại vì tôi vẫn muốn bám trụ ở đây nên là mới thế. Cảm ơn cô nhiều nhé. Vậy có tin gì cô báo giúp tôi nhé. Nhất định rồi. Anh Hải, em có bất ngờ cho anh này. Anh nhận đi. Tường San à, anh nghĩ là mình chia tay. Anh Hải, mấy ngày rồi mình không gặp nhau, sao anh đùa em kiểu gì đấy? Đùa ác ý như thế, anh làm em sợ đấy. Anh không đùa, anh nói thật. Anh thấy đã đến lúc mình phải kết thúc rồi, chia tay đi. Nhưng mà tại sao lại như thế? Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà. Hay là em làm anh giận cái gì à? Anh nói đi em sẽ... Không, em không làm gì cả. Chỉ là anh cảm thấy là mình không còn hợp nhau nữa, cho nên anh nghĩ mình chia tay là tốt nhất. Với cả là bây giờ em không cho anh được thứ anh muốn. Anh Hải, thế anh cần cái gì? Anh nói đi, em có thể... À không, em chắc chắn sẽ làm mọi thứ vì anh. Cái anh cần để là tương lai. Em mà cho anh một tương lai đảm bảo thôi. Đó. Em nhìn lại bản thân của mình đi. Bây giờ em chỉ là một cô tiểu thư thất thế. Nhà không, xe không, thì tiền cũng không. Thậm chí đến cả cơ hội tiến thân cho anh cũng không có nữa. Em biết, em không thể nào phủ nhận điều đấy. Bây giờ những thứ đấy em đều không còn. Nhưng mà chẳng phải là chúng ta yêu nhau, chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng à? Chúng ta cùng nhau... Nhưng mà anh không muốn cùng với em. Anh nói với em rồi thì anh cần một tương lai đảm bảo và chắc chắn với cả anh nữa. Em vẫn còn nghĩ mình là tiểu thư sang chảnh ngày trước nữa, còn mua cái đồng hồ đắt tiền cho anh nữa. Em nó tự dối lòng và tự lừa dối chính cả bản thân anh nữa đấy. Yêu em tôi chả được cái gì cả. Anh Hải, nhưng mà chẳng nhẽ tình nghĩa bao nhiêu năm qua của chúng ta anh không xem nó là cái gì à? Anh thử hỏi bản thân mình xem, từ trước đến giờ ấy, anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa? Hay là anh chỉ có lợi dụng em thôi? Đến bây giờ ấy, khi mà em không còn một cái gì cả, anh lại ruồng rẫy em. Bây giờ em mới thông minh ra một chút rồi đấy à? Nếu đã nhận ra cái đấy rồi thì hãy tự sống tốt cho bản thân của mình đi. Đừng có làm những điều ngu ngốc nữa. Cũng đừng bao giờ đi tìm anh nữa, ok? Tôi quay lại để lấy điện thoại. Tôi với anh ta qua lại lâu như thế, tôi còn muốn kết hôn với anh ta nữa. Thế mà đến cuối cùng lại lộ ra cái bộ mặt đào mỏ. Tôi đúng là có mắt mà không chồng. Có phải bây giờ anh nhìn thấy tôi thế này trông tôi rất là thảm đúng không? Đúng, rất thảm. Tại sao anh không thể nói cái gì tốt đẹp để mà an ủi tôi được à? Tôi thấy anh ta nói đúng đấy chứ. Cô chẳng cho anh ta được thứ gì cả. Nếu như cô muốn giữ lại anh ta ấy, thì cô phải để cho anh ta thấy cô còn giá trị lợi dụng, cô hiểu không? Anh... Cho dù có như thế, tôi cũng sẽ không bao giờ để cho anh ta lợi dụng tôi một lần nữa đâu. Coi như tôi tạm tin cô lần này. Nếu cô muốn,
cô có thể về công ty tôi làm, làm trợ lý đặc biệt của tôi và giúp tôi tìm em gái nữa. Cũng chỉ có cô mới đã từng thấy em gái tôi thôi, nên việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Mọi điều kiện tôi sẽ đáp ứng cho cô, hai bên hợp tác, đôi bên cũng có lợi. Cô thấy thế nào? Được, Thành ra. Này, sao cô lại ở đây? Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi đến đây để nhận việc. Này, đừng nói với tôi là cô đánh hơi là tôi có một công việc tốt cho đến đây để phá đám nhé. Xin lỗi anh, chứ tôi không hề có nhỏ như thế đâu. Dù sao bây giờ ấy, chúng ta cũng đã đường ai nấy đi rồi. Anh đã rạch ròi trở mặt với tôi như thế thì tôi cũng nên giữ cái thể diện của mình một chút chứ. Thế thì cô đến đây để làm gì? Tôi nói cô biết trước nhá. Đừng có mong giở trò với tôi là tôi sẽ quay lại với cô. Ok. Vậy thì để tôi giới thiệu với anh. Ở trong công ty này tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Nếu mà tính ra ấy, tôi cũng được xem như là tiền bối của anh đấy. Sau này khi mà gặp nhau ở công ty, mong là anh hãy chào hỏi đàng hoàng tử tế một chút. Cô, trợ lý đặc biệt của chủ tịch á? Ui, quá tuyệt vời. Mới một thời gian ngắn như thế mà cô đã leo lên được chức trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Đã ôm được một cái mỏ vàng mới rồi. Nhưng mà tôi khuyên cô nên tỉnh ngộ sớm đi. Đừng có trèo cao để ngã đau, hiểu không? Cô có bầu bíu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào quay lại cái thân phận tiểu thư sang chảnh ngay. Anh giữ mồm miệng của mình đấy, ăn nói cho nó cẩn thận. Chính anh Long ấy là người đã bảo tôi về đây làm việc, nên là anh hãy cẩn thận. Nếu không ấy, tôi không biết anh Long sẽ làm gì với anh đâu. Cô đừng có mơ tưởng nhá. Tôi đang muốn gặp chủ tịch thì nói với chủ tịch nhiều điều với cô lắm. Cho nên là bây giờ lập tức xin nghỉ việc đi ra ngoài. Đừng để lúc bị né ra ngoài, ok? Anh định đuổi việc ai đây? Vừa mới đến công ty làm định gây chuyện à? Dạ, em chào chủ tịch ạ. Thật ra là không phải như thế đâu. Em với cô San đây chỉ đang làm quen với nhau thôi ạ. Làm quen mà nói chuyện to thế à? Tôi nói cho cậu biết này, Tường San là trợ lý đặc biệt của tôi. Và tính khí của tôi ấy không như mọi người đồn đoán đâu. Tường San không vui thì tôi cũng không vui. Mà tôi không vui ấy thì tôi sẽ tìm người khác để tôi xả đấy. Dạ vâng. Em biết rồi. Cậu đi ra ngoài phòng nhân sự đi, bên đó sẽ giao việc cho cậu. Em biết rồi. Tôi nghĩ là anh ta chỉ giả vờ thôi, chứ thực chất là không có phụng đâu. Nhưng mà dù sao ấy, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy là anh ta gọi là run gió như thế đấy. Nghĩ lại từ trước đến giờ toàn là tôi cứ phải cong đuôi cong đít lên để mà bám víu lấy anh ta. Chán thật đấy. Thôi, lần sau anh ta gây khó dễ gì cho cô ấy, cô cứ bảo của tôi. Cô tập trung tìm em gái tôi đi. Vâng ạ, lần sau ấy tôi mà thấy anh ta tôi sẽ vẽ luôn. Cô không vì gì phải dễ cả. Người phải dễ là anh ta mới đúng. Cô tập trung tìm em gái tôi đi. Tôi sẽ giúp cô rửa hận. Này, tôi hỏi cô. Cô muốn cái gì? Đã không cho tôi một tương lai tốt đẹp thì thôi. Chẳng lẽ bây giờ đến chỗ làm tôi cũng đến phá được hả? Này, anh có bị nhầm lẫn gì không đấy? Chỗ này là tôi đến trước anh đấy. Với cả anh đừng có mà tự luyến như thế. Đối với tôi ấy, anh bây giờ ấy chẳng khác nào là một kẻ đào mỏ đáng khinh đâu. Tôi chẳng có một chút cảm xúc nào với anh cả. Đấy là bởi vì cô đã đá anh ta ấy. Cô tưởng là tôi không biết đâu. Cô cũng thành cao hơn gì tôi đâu. Cô cũng tìm được một mỏ vàng ôm ấp cho gì nữa. Anh Hải ạ, anh đừng có nghĩ là ai giống như mình. Tôi không có tầm thường và rẻ mạt như anh đâu. Với cả bây giờ ấy, nếu có vô tình gặp nhau ở công ty thì anh cũng hãy rẽ sang hướng khác đi. Đừng có chạm mặt nhau làm gì, phiền lắm. Này, cô đang sợ gì? Có phải là cô sợ tôi chạy đến chỗ anh ta để nói anh ta biết ngày trước cô đã lấy lòng tôi và đã lụy tôi thế nào đúng không? Hả? Anh đúng là vô liêm sỉ mà. Đúng, tôi vô liêm sỉ đó thì làm sao? Tôi nói cô biết, tôi sẽ không bao giờ để cho cô phá hoại cái tương lai tốt đẹp của tôi đâu. Cho nên tôi sẽ tìm mọi cách đuổi cô ra khỏi công ty này, cô hiểu chưa? Ơ, chủ tịch, anh cũng ta làm rồi ạ? Thì như cô Thường San là người nói được mà không làm được nhỉ? Cô phải nhìn thấy anh ta cô mới sống được hả? Anh đang nói gì đấy?
là anh ta đến đây gây sự với tôi đấy, bực cả mình. Tôi nói cho cô biết này, tôi với cô hai người hợp tác cùng có lợi. Cô giúp tôi tìm em gái, tôi giúp cô rửa hận. Nhưng mà nếu mà cô cảm thấy cô không muốn làm nữa thì cái vị trí trợ lý đặc biệt này tôi cũng phải xem xét lại đấy. Không phải đâu, chủ tịch, hình như là anh hiểu nhầm rồi đấy ạ. Anh đừng nói với tôi là anh đang nghĩ tôi vẫn muốn theo đuổi anh ta, rồi tôi vẫn đang còn tình cảm với anh ta nhá. Bây giờ ấy, tôi hận anh ta còn không hết nữa. Với cả bây giờ tôi đang rất là tập trung cho công việc đấy ạ. Tốt nhất là như vậy, cô đừng để mình mất liêm sỉ vào những cái chuyện không đáng, cô hiểu chưa? Chủ tịch, anh lấy bằng chứng ở đâu mà nói tôi như thế ạ? Nhớ phải ăn uống đầy đủ nghe rõ chưa? Chúc mừng chủ tịch, chúc mừng hai anh em đã đoàn tụ ạ. Cảm ơn cô Tường San nhé, cô đúng là quý nhân của chúng tôi đấy. Đúng rồi đấy, lần trước chị cho em tiền, lần này lại còn tìm anh trai giúp cho em nữa. Em tin là chị đúng là quý nhân của cuộc đời em rồi đấy. Thôi không cần đâu, thực ra là anh trai của cô cũng đã giúp đỡ tôi rất là nhiều đấy. Không được, em tin chắc chắn ấy, chị là quý nhân của cuộc đời em rồi. Từ bây giờ em sẽ bám chặt lấy chị. Cái con bé này. Mà tôi cũng khá là tò mò, không hiểu tại sao cô có thể tìm em gái tôi nhỉ? Thực ra là cũng không có gì cả. Tôi đã cố nhớ lại xem là ngày gặp con bé là ngày hôm nào. Xong rồi đi hỏi han chạy khắp nơi, hỏi xem là có ai chụp được ảnh hay là có nhớ nhận ra không. Cũng may ý, là có người nhận ra. Thực ra phải nói là hai em nhà anh may mắn nên là mới có thể tìm được nhau đấy ạ. Anh này, em thấy là anh với cả chị Tường San cũng hợp nhau lắm đấy. Nếu như mà anh mà đưa chị ấy về làm chị dâu của em, có khi chúng ta lại còn may mắn hơn nữa đấy. Thôi, bây giờ tôi xin phép ra ngoài làm việc đây. Hai em ở lại nói chuyện cho vui vẻ ạ. Anh thật là... Con bé này, vừa mới về đã gán ghép này nọ, làm người ta sợ chạy mất rồi kìa. Anh này, em thấy chị Tường San cũng được mà. Hay là để em mai mối cho anh nhá. Em nói cho anh biết, em cũng có người yêu rồi đấy. Bọn em sẽ sớm kết hôn với nhau thôi. Cho nên là em không nỡ để cho anh một mình đâu. Yêu, mới tí tuổi đầu đã yêu. Nó là ai? Em vừa mới về thôi mà sao anh cứ cá kiện em mãi nhở? Em nói cho anh biết, đấy là một người rất là tốt. Bao giờ mà có cơ hội, em sẽ giới thiệu cho hai người gặp nhau. Thôi rồi, mà cứ từ từ đã. Anh là anh phải đào tạo lại em, cho em phát triển trên một nền tảng tốt nhất, bù đắp lại cho em những ngày tháng mày vất vả trước đây. Có anh trai đúng là tốt rồi đấy. Nhưng mà có chị dâu ấy thì lại càng tốt hơn. Tường San có người khác rồi. Với lại anh không thích những người con gái không có bản lĩnh. Cô ấy không dứt bỏ những người đàn ông mà đã phụ bạc mình, em hiểu không? Ai lại phụ bạc chị ấy cơ chứ? Chị ấy tốt như thế cơ mà. Đúng là đồ không có mắt mà. Đấy, thế cho nên nó không được vội nhìn mặt mà bắt hình dong, nghe rõ chưa? Là phụ nữ ấy, phải giữ được cái tự trọng, không được chạy theo những kẻ bội bạc đáng khinh, mất giá lắm. Em biết rồi. Thôi, coi như là công việc của mình ở đây cũng đã hoàn thành rồi. Mình còn ở lại để làm phiền người ta làm gì nữa cơ chứ. Tại sao cô lại nghỉ việc? Tại vì công việc của tôi đã kết thúc rồi. Tìm được em gái cho anh, coi như là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà cô chưa lấy lương cơ mà. Việc đấy thì công ty đã có số tài khoản của tôi, anh chỉ cần bảo kế toán gửi thẳng vào đấy là được. Cũng cảm ơn anh vì những ngày vừa qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhá. Đợi đã, thỏa thuận của chúng ta còn chưa kết thúc cơ mà. Cô giúp tôi tìm em gái, tôi giúp cô rửa hận, trong khi tôi còn chưa làm gì cả, cô không thể đi được. Thực ra chuyện đấy bây giờ không cần thiết nữa. Đối với tôi, anh ta bây giờ không còn là gì cả. Tôi không còn hận anh ta, nên là anh cũng không cần phải làm gì hết, cũng không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Thế sau này cô định tính thế nào? Việc đấy thì anh không cần phải quan tâm. Dù sao thì hai chúng ta cũng là hai cá thể đặc biệt, không liên quan gì đến nhau hết. Và cũng không nên liên quan. Tại sao lại như thế được? Bây giờ cô đi ra khỏi công ty của tôi, nhỡ người nào không biết, người ta lại bảo tôi là bóc lột sức lao động của nhân viên, sau đó rồi đuổi đi. Như thế thì ai chịu trách nhiệm với tôi? Tai tiếng chết đi được. Hay, anh buồn cười nhở.
Bây giờ ấy, anh chỉ cần bảo với bọn họ là tôi tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc thì có làm sao đâu. Chẳng nhẽ nhân viên lại không được nộp đơn xin nghỉ việc à? Đúng rồi, cô là trợ lý đặc biệt của tôi, muốn nghỉ phải do tôi đồng ý. Này, anh nói thế đừng tưởng là tôi sợ nhá. Bây giờ kể cả anh có kiện tôi ra tòa ấy, xong rồi vì cái tội vi phạm hợp đồng pháp luật cũng được. Cùng lắm ấy là tôi không nhận tiền lương thôi, có gì đâu. Hôm nay tôi nhất định phải nghỉ việc. Với cả anh là gì của tôi mà anh dám cả. Không là gì sao? Này, cô đến đây làm gì đấy? Đây là quán cà phê. Anh thử nghĩ xem là tôi đến đây để làm gì. Mà hình như ấy là anh ngồi sai bàn rồi đấy. Bàn này đã có người đặt trước. Này, cô bị ảo à? Hả? Hôm nay tôi đến đây với người yêu của tôi. Và cái bàn này tôi đã đặt từ trước rồi, hiểu chưa? Hay là cô lại ngửi thấy cái gì từ chỗ tôi đến để phá đám tiếp vậy? Với tôi ấy, bây giờ anh quá là tầm thường luôn. Mà tôi cũng đang băn khoăn thắc mắc, tại sao tôi lại có thể yêu anh được mấy năm cơ đấy? Tự nhiên lại tò mò, muốn gặp bạn gái mới của anh quá. Này, ăn nói cho nó cẩn thận, giữ mồm giữ miệng của mình đi. Nếu không, tôi không để cô yên đâu, hiểu chưa? Sao? Anh sợ à? Anh sợ là tôi sẽ nói với bạn gái mới của anh là một cái kẻ đào mỏ, xong rồi chuyên ra đi đào mỏ gái. Rồi á, bây giờ anh không đào được mỏ của tôi nữa, thì anh ruồng rẫy vứt bỏ đi. Hay là nhìn anh như này, tôi cam đoan là anh đã tìm được một cái mỏ mới rồi đúng không? Cô cũng thông minh phết đấy nhở. Tôi nói cho cô biết, một khi cô bị đuổi ra khỏi công ty này, chính tôi sẽ là người bước vào hào môn thế gia của Thạch An. Này, người yêu tôi là em gái của chủ tịch. Anh nói gì cơ? Sao đấy, ngạc nhiên lắm à? Hả? Người yêu của anh là Linh á? Trái đất này công nhận là tròn thật đấy. Duyên phận của chúng ta đúng là quá lớn rồi. Mà anh đúng là một con cáo già. Đến một cô gái đơn thuần lương thiện như thế mà anh không dám à? Có gì mà không dám. Mấy năm ở bên cô ấy, tôi đã bòn rút tiền cô để nuôi cô tao mà. Tình nghĩa sâu đậm như thế làm sao bỏ tôi được. Mà bất ngờ thật. Không ngờ anh trai cô ta lại là chủ tịch. Cô ta vừa nhận anh trai phát đã đòi cưới tôi luôn. Này, tôi nuôi cô ta bao năm như thế, làm sao mà cô ta bỏ tôi được? Tôi đã định ruồng rẫy bỏ cô ta, ai mà ngờ. Chủ tịch ạ. Anh, tôi thật không ngờ anh lại là con người kinh khủng như thế đấy. Anh nói đúng, tôi mang ơn anh. Vì vậy mà anh nói gì tôi cũng làm theo. Thậm chí tôi còn muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh cả đời nữa. Anh đúng là cái đồ khốn nạn mà. Linh ơi, em nghe giải thích đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh bị cô ta gài bẫy đấy. Anh câm miệng đi. Anh tưởng những gì anh làm mà tôi không biết à? À, Linh, hôm nay anh sẽ cho em biết người yêu của em là bộ mặt như thế nào. Anh Long ơi, anh ơi, thật sự là mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu ạ. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Hiểu lầm à? Anh biết tại sao anh có thể ở trong công ty này không? Bởi vì hôm đấy tôi đã nghe câu chuyện giữa anh và Tường San rồi. Cái lúc mà anh lật cái bộ mặt khốn nạn của anh ấy. Anh đã muốn trừng phạt anh, nhưng mà tôi không muốn chấp anh nữa nên đã bỏ qua. Nhờ không ngờ ấy, anh lại làm ra nhiều chuyện đố mạn như thế. Nói thẳng ra là anh đã qua lại với cả hai chúng tôi trong một thời gian dài đấy. Không chỉ là hai người, ngoài hai cô ra ấy, còn vài tiểu thư giàu có khác nữa. Khi cô thất thế, anh ta liền đá cô đi cho đỡ phiền hà. Còn Linh ấy, anh ta giữ lại Linh ấy, bởi vì con bé còn nghe lời anh ta ấy. Giữ lại một chút liêm sỉ giữa các cô đấy. Hóa ra người phụ bạc chị Tường Sa chính là anh đấy à? Vậy mà bao nhiêu năm nay anh coi tôi như là công cụ để anh đi dương oai khắp đời à? Đúng, đúng là như thế thì làm sao? Các người đã bao giờ phải trải qua cảm giác lúc nào phải luồn cúi, lúc nào phải chịu bất bạch để có thể tồn tại được chưa? Các người làm sao hiểu được cái cảm giác như thế? Vô liêm sỉ của anh ấy, nó là cái bản chất. Anh đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Từ bây giờ anh đừng đến công ty nữa. Tôi gặp anh ở đâu ấy, tôi sẽ đánh anh ở đấy đấy. Giờ anh cút đi. Bà Linh ơi, em để cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh biết anh sai rồi, anh hứa từ nay về sau ấy, anh sẽ chỉ chung thủy một mình em thôi. Anh sẽ cắt đứt hết mối quan hệ linh tinh với những người khác, được không? Không bao giờ. Em xin phép, em đi về trước đây ạ.
Tường Sang, đã đến đây rồi, ngồi uống cốc cà phê nhé. Chị Sang này, chị biết là em muốn giúp chị nhưng mà chị vẫn còn giận anh Long đúng không? Chị yên tâm đi, em đã xử lý giúp cho chị rồi. Đàn ông ấy mà ngốc lắm, nói năng ấy không biết giữ lời gì đâu. Mà em không ngờ hắn ta lại là con người khốn nạn đến như thế đấy. Chúng ta bỏ qua tất cả chị nhá. Chị không sao, mong là em cũng đừng có buồn vì tên khốn kiếp đấy nữa. Từ xa, xin lỗi vì trước kia đã hiểu lầm, cô đừng trách nhé. Linh đã cất công đến đây, hắn ta đã làm cho nó buồn như vậy, chúng ta đừng làm nó buồn thêm nhé. Xin lỗi nhá, tôi đang mải tìm tài liệu quá nên là tôi không để ý là cô đang đi đến. Thôi không sao đâu, để tôi lấy một cốc khác cho giám đốc là được. Nhưng mà tôi cảm thấy có lỗi lắm, hay là để tôi đền cho cô cái áo khác được không? Không cần đâu, chiếc váy này về nhà tôi giặt sạch như thế là được rồi. Mà cũng phải, cái váy của cô ấy là loại rẻ tiền như thế, cô không tiếc ấy cũng phải thôi, chứ phải cái váy hàng hiệu của tôi ấy, chắc là tôi tiếc đứt cả ruột ra mất. Với tôi ấy, quần áo không quan trọng đắt rẻ, quan trọng là mình mặc cảm thấy phù hợp với mình là được rồi. Tôi biết ý, là nhà cô nghèo, từ trước đến giờ ấy cô luôn tiết kiệm. À, thế bây giờ mẹ cô ấy còn bán cá ở ngoài chợ không? Cảm ơn cô đã quan tâm, thỉnh thoảng tôi vẫn về nhà bán cá hộ mẹ mà. Bảo sao, từ nãy đến giờ ấy, tôi cứ ngửi thấy cái mùi gì tanh tanh ở trên người cô ấy. Cô đừng có mà quá đáng nhá, lúc nào đến công ty làm việc ấy, tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc gọn gàng rồi đấy. Tôi nói thật với cô nhá, cái mùi tanh ở trên người cô ấy, nó đã ám sâu vào trong người cô rồi. Bây giờ ấy, dù cô có dùng nước hoa hàng hiệu đến mức nào ấy, thì cũng không thể nào mà hết được cái mùi tanh ở trên người cô đâu. Vậy thì cô Linh tiểu thư ạ, từ nay về sau ấy, làm ơn cô hãy tránh xa tôi ra một chút. Nếu không ấy, cái mùi tanh của tôi sẽ ám vào người cô đấy, cô tiểu thư. Thôi được rồi, đằng nào ấy, tôi cũng thấy có lỗi với cô. Tôi sẽ đền tiền cho cô để cô mua một cái váy khác cho nó bớt cái mùi tanh ở trên người cô đi. Chứ trên người cô ấy toàn là mùi tanh thôi, tôi không thể nào mà chịu nổi đâu. Từ này chắc là đủ rồi ấy nhở. Xin lỗi cô, đúng là tôi có nghèo thật ý. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xin xỏ ai bất kỳ một cái gì cả. Nên là tiền của cô cứ giữ lấy đi. Đã nhà quê nghèo hèn có sĩ diện. Anh Long, em mang nước cho anh ạ. Tường Sang đâu? Tôi nhờ cô ấy lấy giúp cung nước cơ mà. Cô ta ăn hại chết được ấy ạ. Cầm mỗi cung nước mà cũng không xong, bị đổ hết lên người, nên là đã đi thay bộ khác rồi. Em sợ anh đợi lâu quá, nên là mang cốc khác vào đây cho anh luôn. Anh uống nước đi cho mát rồi làm việc ạ. Được rồi, tẹo tôi uống. Vậy anh uống luôn đi, để mang cốc ra ngoài ạ. À, ui. Em xin lỗi ạ, em hậu độ quá, bẩn hết người anh rồi. Hay là anh cởi áo ra để em mang về em giặt cho ạ. Thôi, không sao đâu, tôi tự giặt được. Nhưng mà anh làm thế em áy náy lắm. Thôi, hay là anh cứ để em giặt cho ạ. Cô Linh này, tôi hy vọng cô giữ chừng mực. Đây là công ty, quan hệ của tôi với cô ấy là chủ tịch và nhân viên. Tôi mong cô đừng đi quá giới hạn. Anh Long, anh đừng có hiểu lầm em ạ. Em chỉ là muốn giặt sạch cái áo cho anh thôi mà. Cô đi ra ngoài làm việc đi, tôi tự giặt được. Chủ tịch, có việc gấp cần anh giải quyết ạ. Tôi xin lỗi, tôi không biết là chủ tịch đang tắm. Có chuyện gì gấp gáp thế? À, có một chút thay đổi trong dự án ngày mai chúng ta ký hợp đồng ạ. Đây ạ, anh xem đi. Cô thấy sự thay đổi này nó thế nào? Dạ... Có hợp lý không? Tôi thấy khá là hợp lý ạ. Nếu mà làm như thế này thì vẫn có lợi cho công ty của chúng ta.
Vậy thì mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng với họ. Vâng ạ. Thôi, cô đi về nghỉ sớm đi. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Chào anh Hải, tôi là Tường San, trưởng phòng kinh doanh của công ty FVM, rất vui được làm quen với anh ạ. Tường San à? Tên của cô rất đẹp. Anh quá khen rồi, mời anh ngồi. Cảm ơn nhá. Anh Hải thử uống cà phê ở đây đi, cà phê ở đây rất là ngon đấy ạ. Anh Hải uống cà phê xay, chúng ta sẽ từ từ bán hợp đồng nhé. Cà phê rất là ngon. Ngon đến cô Tường San. Anh Hải vui tính thật đấy. Đây là bản hợp đồng mà bên công ty chúng tôi đã soạn theo yêu cầu của anh. Anh thử xem qua đi ạ, xem có vấn đề gì không. Anh Hải cứ xem kỹ hợp đồng, nếu mà có phần nào chưa rõ thì anh có thể hỏi ạ. Hợp đồng rất là ok rồi. Dạ vâng. Nếu mà anh cảm thấy ưng ý rồi thì anh có thể ký hợp đồng giúp tôi nhé. Em làm gì mà phải vội đấy. Chuyện hợp đồng ấy để tí nữa mình bàn. Bây giờ mình nói chuyện riêng một chút được không? Anh Hải đang muốn nhắc đến chuyện gì cơ ạ? Thật sự là từ lúc gặp em đến giờ ấy, anh như kiểu là có một cái sức hút kỳ lạ gì đấy từ em mà anh không thể nào mà diễn tả. Anh Hải đúng là khéo ăn nói thật đấy. Anh mời em đi ăn tối nhé. Tôi xin lỗi anh Hải, nhưng mà tối nay thì tôi có hẹn quan trọng mất rồi. Việc còn quan trọng hơn là việc ký hợp đồng với tôi à? Việc ký hợp đồng với khách hàng đương nhiên là việc rất quan trọng. Nên là tối nay tôi cũng không thể nào bỏ lỡ cuộc gặp mặt khách hàng này, tại vì chúng tôi đã hẹn nhau từ trước. Em không đi với tôi để hẹn một khách hàng khác? Rất mong là anh Hải có thể thông cảm cho, tại vì bên công ty của chúng tôi đang ở chia các khoảng thời gian để gặp mặt khách hàng khác nhau, nên là chúng tôi không thể nào lỡ hẹn được với khách hàng nào cả. Thế là em không muốn ký hợp đồng với tôi à? Anh Hải, bên công ty của chúng tôi đã đưa ra cho anh với mức giá rất là ưu đãi, lại còn vận chuyển đến tận nơi, cũng như là kèm thêm các ưu đãi khác, rất là hợp lý rồi. Nên là mong anh có thể ký hợp đồng với chúng tôi ạ. Tôi không thích dây dưa với cô. Mong là bên các cô hãy giao hàng đúng số lượng, bao bì mẫu mã tôi đã bảo. Dạ vâng, cảm ơn anh Hải. Bên chúng tôi sẽ giao đúng thời hạn. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Tôi xin phép về trước đây ạ. Chào anh. Còn dành còn. Được ông mày để mắt cho là cứ may lắm rồi đấy. Làm cao với tao. Chào anh, tôi là Bảo Linh, trưởng phòng của công ty FVM. FVM? Tôi nhớ lâu trước đã ký bản hợp đồng với FVM rồi còn gì nữa. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện hợp đồng, tôi có chuyện riêng muốn nhờ anh giúp. Mời cô ngồi. Em uống nước đi. Anh có thể giúp gì được cho em nhỉ? Em biết là hôm trước anh chưa vừa ý với Tường San công ty em đúng không? Hôm nay em đến đây là để bù đắp cho anh đấy. Em định bù đắp cho anh như thế nào? Anh cứ từ từ đã, vội gì chứ. Chúng ta cứ bàn công việc trước đã. Ok. Em muốn anh sửa lại bản hợp đồng hôm trước ký với con Tường San. Sửa bản hợp đồng. Em định sửa như thế nào? Sao? Xong việc ấy, tiền bồi thường chúng ta chia đôi. Được. Em đúng là cô gái xảo quyệt rồi đấy. Nhưng mà anh lại thích những cô gái bất chấp làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích thì. Anh chỉ thắc mắc một điều thôi. Tại sao em lại muốn hại con Tường San như thế? Việc đấy thì anh không cần biết đâu.
Anh chỉ cần biết ấy, là việc này chúng ta đều có lợi thôi. Vậy thì chốt đơn. Nhưng mà trước ấy, em phải ra ngoài vui vẻ với anh một chút. Sau đấy sẽ đưa cho anh bản hợp đồng. Việc còn lại nhớ hết vào em. Được rồi, vậy thì lát nữa ấy, hẹn anh ở ngoài công ty nhá. Anh nhớ mang bản hợp đồng đấy. Anh nhớ rồi em yêu. Thôi, em đi trước đây. Đến đây à? Cô sao? Tôi yêu cầu cô làm rõ chuyện ở bên công ty cô đã giao thiếu hàng cho bọn tôi. Sao lại có chuyện như thế được ạ? À? Không hiểu là anh có nhầm lẫn nào không? Nhầm lẫn được á? Công ty mà tôi là bên nhận hàng chẳng nhẽ nhầm lẫn được à? Xin lỗi anh, nhưng mà thực sự anh đã kiểm tra kỹ hàng chưa ạ? Tại vì tôi đã cho nhân viên ở chúng tôi giao đủ 10.000 chai nước ngọt cho bên anh rồi mà. Đây nhá, chính cô vừa xác nhận là 10.000 chai trong khi bọn tôi đặt 100.000 chai. Ngày mai bọn tôi tổ chức sự kiện rồi, bây giờ thiếu hàng bọn tôi bù đắp vào kiểu gì đây? Không thể nào mà như thế được. Anh Hải, trong hợp đồng chúng ta chỉ ký có 10.000 chai thôi mà. Thế ý cô là bọn tôi tự đặt ít hàng đi, sau đấy là không có hàng tổ chức sự kiện và bôi nhọ danh dự để chúng tôi à? Dạ, ý tôi không phải là như thế. Ý tôi là liệu ở đây có sự nhầm lẫn nào không thôi. Đây là bản hợp đồng hai bên đã ký, cô xem qua đi. Sao lại có thể như thế được ạ? Rõ ràng là trong hợp đồng chúng ta chỉ có ký 10.000 chai thôi mà. Vậy là cô đã xác nhận rõ rồi nhá. Công ty của tôi đặt 100.000 chai chứ không phải là 10.000 chai. Bây giờ ấy, tôi yêu cầu với công ty của cô ấy đền bù cho chúng tôi đúng theo hợp đồng quy định. Chuyện này thực sự xin lỗi anh Hải. Cái này là do sơ suất của tôi. Nhưng mà mong anh có thể lượng thứ cho chúng tôi lùi lại thời gian giao hàng đến ngày mai được không ạ? Cô định giao bù cái kiểu gì? Trong khi nước ngọt loại này, công ty chúng ta đã giao hết cho các đại lý rồi. Hơn nữa, họ còn yêu cầu mẫu mã vỏ bọc riêng nữa chứ. Cô thể đảm bảo với tôi được không? Sáng ngày mai bọn tôi tổ chức sự kiện rồi, mà bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi đấy. Cô thể đảm bảo với tôi là trong đêm nay các cô sẽ làm được 90.000 chai và in cái mẫu mã mà tôi đã yêu cầu không? Anh Hải yên tâm ạ, chúng tôi sẽ cố gắng gia tăng sản xuất nhanh nhất có thể và giao hàng cho anh vào sáng ngày mai. Cô bị điên rồi ạ. Dù cho cô có ba đầu sáu tay đi chăng nữa và bắt cả cái công ty này phải làm việc theo cô ấy thì cũng không thể nào mà kịp được đâu. Hơn nữa, nơi tổ chức sự kiện còn cách công ty chúng ta cả 100 km nữa đấy. Thôi được rồi, tôi đã quyết rồi đấy. Tôi không thể nào mà chơi trò mạo hiểm với các cô thế được. Bây giờ tôi yêu cầu các cô đền bù như đúng hợp đồng quy định. Anh Hải, anh cứ yên tâm đi ạ. Chúng tôi nhất định sẽ đền bù cho anh theo đúng như hợp đồng yêu cầu. Còn bây giờ anh cứ về trước đi ạ. Được rồi, vậy tôi xin phép về trước để chuẩn bị cho ngày mai. Cảm ơn anh. Cô bị điên rồi ạ. Tôi đang cố gắng gia hạn với anh ta, rồi lái anh ta sang sử dụng một loại nước ngọt khác. Thế mà chưa gì cô đã đồng ý bồi thường rồi. Cô có biết là cái hành động đấy của cô ấy sẽ gây tổn thất bao nhiêu tiền cho công ty không? Hàng trăm triệu đồng đấy. Tất cả những việc này đều là do cô ngu đấy. Bây giờ cô còn dám nói tôi nữa à? Tôi đang không hiểu tại sao hợp đồng đó là 10.000 chai mà lại thành là 100.000 chai như thế. Nhưng mà tôi chắc chắn với cô ấy, khi mà tôi ký hợp đồng chỉ có 10.000 chai thôi. Cô đúng là cái loại vô học còn thiếu trách nhiệm mà. Bản hợp đồng ký số lượng bao nhiêu còn không biết nữa, lại còn dám ở đây giả mồm nữa à? Ok, có thể là do tôi nhầm lẫn, do tôi sai sót. Nhưng mà dù sao ấy, tôi cũng đang cố cứu vớt lại công ty. Chứ không như cô đang chỉ có tát nước cho anh ta thôi. Cô đúng là đồ ngu mà. Nếu như mà tôi không xoa dịu anh ta ấy, anh ta đi kiện công ty mình. Đến lúc đấy, mất hết cả uy tín, còn làm ăn gì nữa. Bản hợp đồng này chắc chắn là có vấn đề, tôi nhất định phải điều tra lại nó. Cô sẽ không còn cơ hội ấy nữa đâu. Tất cả những chuyện này tôi đã bẩm báo lên chủ tịch rồi. Sớm thôi, cô sẽ nhận được quyết định đuổi việc đấy. Tốt nhất ấy, bây giờ cô thu dọn đồ đạc và cuốn xéo ra khỏi đây đi. Việc của em ấy, em đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ đến phần của anh đấy. Phần nào nhỉ? Anh không hiểu. Việc bồi thường như thỏa thuận, chia 50-50. Cái việc bồi thường ấy là cái việc công ty em phải bồi thường cho anh, đấy là chuyện đương nhiên. Chứ nó liên quan gì đến em à? Cái gì? Anh định qua cầu rút ván đấy à? Em làm gì mà nặng lời đấy? Em thử nghĩ lại xem,
mình đã có bản hợp đồng nào với nhau hay là có bản nào viết bằng chữ là anh phải trả tiền cho em chưa? Không hề có đúng không? Hay là em đang muốn đòi anh tiền cái đêm mà em ngủ đấy? Mày đúng là đồ khốn nạn! Mày đứng đút chọn tiền của tao đấy à? Còn đi này! Này! Cái loại đàn bà chúng mày mà tham lam ấy thì không kết cục tốt đẹp, mày hiểu chưa? Mày cũng chả khác gì tao đâu. Mày nuốt trọn tiền của tao ấy, cẩn thận cũng ngại phải nôn ra đấy. Để tao xem cái loại đàn bà chúng mày sẽ xử lý chuyện này như nào nha. Thứ tao không có được ấy, mày cũng đừng hòng có được. Các người diễn màn kịch đặc sắc lắm, để tôi giúp hai người hạ màn kịch này nhá. Anh Long sao anh lại ở đây ạ? Tôi không ở đây, làm sao tôi có thể thấy được màn kịch đặc sắc như vậy được? Và chúng tôi đã ghi âm được toàn bộ câu chuyện giữa cô với anh ấy nói rồi đấy. Một giây này, mày dám nghe lén của tao nói chuyện à? Nếu mà cô không làm gì xấu ấy, thì tại sao cô lại phải sợ? Còn đây là bản hợp đồng gốc. Anh đã ký với công ty chúng tôi với số lượng 10.000 chai. Rất may là cô Thường San đã để lại cho tôi một bản để tôi xem trước khi tôi đi công tác. Nếu không á, hai người đã qua mặt tôi rồi đấy. Anh Long, chuyện này không liên quan gì đến em cả. Anh hãy tin em, tất cả đều là do anh ta đấy ạ. Cô thôi đi, không liên quan đến cô à? À, cô không liên quan thì làm sao anh ta có thể thuận lợi vào cháo bản hợp đồng từ thật thành giả như thế được? Làm sao mà em biết được ạ? À? Có khi nào là Tường San cấu kết với anh ta để làm ra việc này đấy ạ? À? Chứ em làm sao có thể làm ra việc tổn hại đến công ty như thế này ạ? À? Anh Long hãy tin em ạ. À. Cô bịa chuyện buồn cười quá đấy. Cô nghĩ là tôi ngủ à? Để tôi tự mình làm việc đấy, rồi để bị đuổi việc. Ai mà biết được, cái loại nghèo hèn như cô ấy có thể làm bất cứ việc gì vì tiền chứ. Thôi ngay đi, đến giờ này rồi cô vẫn còn ngụy biện cháo trở như thế à? Thế tại sao hôm nay cô đến đây đòi tiền anh ta hả? Em... là do anh ta nợ tiền em, nên là em mới đến đây đòi thôi ạ. Này, tôi với cô mới quen nhau mấy hôm, làm sao mà tôi nợ tiền cô được? Nếu mà có nợ ấy, cùng lắm là chỉ nợ cái tiền một đêm hôm trước thôi. Anh câm mồm đi. Thôi đi, cô không phải nói nhiều nữa đâu. Còn đây là bằng chứng, cô đã lẻn vào phòng Tường San tráo đổi bản hợp đồng. Cô xem đi. Không thể nào, ở đó làm gì có camera đâu. Cô bất ngờ phải không? Thật tiếc cho cô, trước khi tôi đi công tác ấy, tôi đã lắp đặt camera để tiện theo dõi và điều hành công việc khi tôi đang ở xa. Cô Linh, từ mai cô không phải đến công ty làm việc nữa đâu. Sẵn tiện ở đây luôn, Tường San là người yêu của tôi. Nếu cô đã động vào Tường San ấy, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Không được, cô ta chỉ là một kẻ thất học thôi. Làm sao mà anh có thể yêu cô ta chứ? Cô ta không xứng với anh đâu. Nếu mà tôi không xứng ấy, thì cô nghĩ là mình xứng sao? Miệng ấy thì cứ nói là yêu anh ấy, nhưng mà sau lưng thì lại kiếm tiền của anh ấy rồi lại bỏ túi riêng của mình. Linh, tốt nhất đừng nói gì nữa. Còn Hà, tôi đã nói chuyện với giám đốc của anh rồi. Anh lợi dụng danh nghĩa công ty, ăn chặn vơ vét tiền bồi thường, bỏ túi riêng của mình. Từ mai anh không phải đi làm đâu. Anh dọn đồ đạc cá nhân rồi đi ra ở đây đi. Con đàn bà ngu ngốc này, tất cả tại mày đấy. Nếu mày không cuốn tao vào cái vụ này, tao không làm như thế này đâu, hiểu chưa? Không phải anh tham lam mê gái, cũng đâu đến bước đường này. Tất cả đều là do anh mà thôi. Mày ngốc ngay ngồi vào đi, cút! Alo, anh đây. Anh về nhà rồi đấy à? Có nhớ em không? Anh vừa mới về. Anh có nhớ, mà hôm nay anh nhiều việc quá nên là chắc không qua em được đâu. Biết ngay mà, làm người ta chờ cả buổi chiều, sốt hết cả ruột. Anh xin lỗi, thôi em đừng giận anh nhá. Sáng mai sẽ qua đưa em đi ăn sáng, em chịu không? Đành phải thế chứ biết làm gì bây giờ. Ai bảo em yêu nhầm một ông chủ tịch to bự làm gì chứ. Cảm ơn. Thôi, sáng mai anh hứa anh sẽ đến sớm nhá. Yêu em. Vâng, yêu anh.
Alo. Tường San mở cửa cho tớ với. Cái gì cơ? Uống với tớ vài lon nhá. Cái gì đấy? Bia chứ còn gì nữa, ngốc thế. Cậu lại bị làm sao đấy? Thế rốt cuộc là cậu ấy cho tớ vào nhà hay không? Tớ không dám để cậu không vào nhà. Mời cậu vào. À. Sao? Để tớ kể cho cậu nghe nhá. Anh ta dám bắt cả hai tay với tớ có biết không? Nhưng mà đến lúc mà tớ phát hiện ra thì cô ta có thai mấy tháng rồi. Anh ta cho tớ một mối đau điếng như thế. Tớ hận là tớ không thể giết chết anh ta đấy. Thôi, tôi xin bà đấy. Này cái ghế nhà tôi ấy, nó không đắc tội gì với bà đâu. Bà đập bùm bụp như thế thì học hết cả. Thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ ấy, bọn mình phải nhậu. Nhậu cho quên sự đời. Mỗi đứa một lon, không say là không ngủ. Ok. Ta say trời đã cũng say. Ta điên ta hận cuộc đời. Ta buồn ta chả sự đời. Vì đời nào cho như vôi. Thôi bà ơi. Tôi xin bà đấy. Bà bớt hát đi cho bờ đời nó bớt hẹo. Tôi nói thật nhá. Tôi ấy là tôi là bạn bà bao nhiêu lâu nay rồi. Mà tôi không thể nào mà tôi tiêu hóa nổi cái giọng hát của bà đấy. Phải nói là nó là vô cùng đáng sợ. Này ông đang khinh thường cái giọng hát trời phú của tôi đấy à? Nói cho ông biết nhá, ông đang nghe ai hát mà độc lạ như thế chưa? Cái giọng hát của tôi ấy là từ nãy giờ có mỗi một mình ông nghe nó à. Ông phải gọi là người độc quyền được nghe đấy. Hơi bị hay nhá. Này, độc quyền cái gì mà độc quyền? Tôi nói cho bà nghe này. Từ nãy đến giờ là chuột với rán ở đứng xếp hàng nghe bà từ nãy đến giờ đấy. Làm gì có ai nghe đâu. Được. Rồi, không nói chuyện với ông nữa. Cái người không thể nào mà thẩm được cái nghệ thuật. Ông ấy sinh ra đúng là làm kinh doanh là đúng rồi đấy. Nghệ thuật ông không biết một cái gì hết nhá. Để tôi hát cho ông. Vì gì nhở? Vì yêu anh em như người điên mất trí. Vì nhớ anh em chẳng có thiên nghĩ suy. Đi mua thêm bia đi Long. Qua buồn quá nên qua uống với anh vài lon thôi. Không ngờ say quá nên cô ngủ lại thôi. Không phải đâu. Phải đấy. Tôi xin lỗi cô nhá. Tại vì tôi có mỗi mình Long là bạn thân. Với cả tôi buồn quá không biết nói chuyện với ai cả. Nên là tôi mới gọi cho cậu ấy. Tôi xin lỗi cô rất nhiều. Còn cô nữa. Cái loại cô giáo như cô ấy cũng đứng đắn thật đấy. Say đến độ ngủ lại nhà con trai như thế. Tôi cũng chịu các người đấy. Thôi, hai người cứ tiếp tục cuộc vui đi. Còn anh nữa, chia tay, đừng có tìm tôi nữa. Linh, em phải nghe anh nói đã, mọi chuyện không như thế đâu. Anh tránh xa tôi ra. Linh, em nghe anh nói đã, em phải tin anh. Anh với Tường San là bạn. Từ lâu nay rồi em cũng biết thế mà. Trà xanh ý, thì tôi thấy nhiều rồi. Nhưng mà ấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy trà xanh dùng bia rượu để tán trai đấy. Thôi, chúc hai người hạnh phúc. Okay. Linh, Linh. Tớ xin lỗi cậu nhá. Chuyện này ấy, nhất định tớ sẽ giúp cậu để giải thích với cô ấy. Cậu yên tâm. Bây giờ ấy, tớ xin phép về trước đây.
đấy. Thế là em chia tay và chạy một mạch đến đây luôn. Em bị điên à? Đấy là cái mỏ vàng đấy. Em chia tay, thế còn kế hoạch của chúng ta là sao? Em làm cái gì đấy? Đau em. Tất nhiên là em sẽ không ngu ngốc đến như thế rồi. Em chỉ giả vờ cao giá tí thôi. Thế thì còn được. Kế hoạch này ấy, tất cả chăm sự là nhờ em đấy, cục cưng ạ. À. Em biết rồi chồng yêu. Alo, Hải à, cậu vào phòng tôi chút nhé. Ừ. Mời vào. Dạ, dạ, chủ tịch cho gọi em. Ừ, cậu giúp tôi một việc nhé. Dạ vâng ạ. Cậu lại gần đây. Cậu tìm cô gái giúp tôi nhé. Cô ấy là giáo viên, là bạn thân của tôi. Nghe nói là cô ấy công tác ở vùng cao, nhưng tôi không tìm được cô ấy. Bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ nhà và chỗ làm cô ấy. Cậu tìm hiểu giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ. Vậy thì chủ tịch cứ gửi cho em địa chỉ với thông tin của cô ấy. Em sẽ đi tìm ạ. Ok. Ok, xong rồi nhá. Cậu đi đi, bây giờ tìm hiểu nhanh giúp tôi nhé. Dạ, vâng ạ, em xin phép. Em hết giận anh rồi à? Chẳng qua là tôi thấy anh có chút thành ý nên mới gặp anh thôi. Anh đừng có bao tướng bở. Em nhận được quà của anh gửi rồi phải không? Mấy ngày vừa qua em làm anh lo thật đấy. Thôi, đừng giận anh nữa nhá. Tôi nhận được rồi. Kim cương cũng to thật đấy. Nhưng mà lần sau ấy, anh đừng có làm như thế nữa. Tôi không thích anh đem vật chất ra để mua tình cảm của tôi như thế đâu. Anh nhớ rồi. Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Thôi, bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn, rồi đi shopping nữa. Đi nhá. Nể tình anh cũng có tấm lòng với em nên tha thứ cho anh lần này đấy. Anh cảm ơn em. Mình đi thôi. Sao cô biết nhà tôi ở đây mà đến tìm? Cô đến tận đây cũng chỉ để sống tồi tàn thiếu thốn thế này thôi à? Bảo sao cứ bám giết lại anh Long không buông. Cô Linh, cô vẫn đang ở giận tôi đấy à? Giữa tôi với anh Long ấy, mọi chuyện đã qua lâu rồi mà. Đúng là chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm về cô. Thế nên tôi mới phải đến tận đây đấy. Thôi được rồi, cô vào nhà đi, tôi sẽ mời cô cốc nước. Khỏi cần, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi rồi tôi sẽ đi luôn. Từ nay tôi không muốn cô qua lại với anh Long nữa. Cô ở đây cũng được, về Hà Nội cũng được. Tóm lại đừng liên lạc hay xuất hiện trước mặt anh Long nữa, cô hiểu chứ? Nhưng mà cô Linh này, chuyện giữa tôi với anh Long ấy, thực chất bọn tôi chỉ là bạn bè và không có một cái gì cả. Tôi mong là cô có thể hiểu cho và tin tưởng tôi. Làm sao mà tôi tin được? Hai người ấy suốt ngày dính lấy nhau như thế, tôi nhìn tôi chịu không nổi. Tốt nhất ấy, nếu cô có lòng tự trọng ấy, tránh xa anh ấy ra. Tôi... Tình yêu của chúng tôi ấy, sắp bị cô phá vỡ rồi đấy. Mà ấy, anh Long cũng chán ngấy một người bạn như cô rồi. Suốt ngày chỉ cứ gây rắc rối cho anh ấy thôi. Tôi cấm cô ấy, từ nay ấy, đừng có liên lạc với anh ấy nữa. Nếu không thì cô đừng có trách tôi đấy. Đúng là mình chỉ có gây rắc rối cho cậu ấy.
tớ xin lỗi cậu nhé Long. Tớ sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Tại sao mình lại nhớ cô ấy đến thế nhỉ? Nhớ phát điên lên đi được. Thật chết rồi. Chẳng lẽ mình yêu cô ấy không? Không biết cô ấy có khỏe không nhỉ? Anh, em nhớ anh quá. Em đang làm gì đấy? Anh đang làm việc mà. 2 tuần nay em chả thấy mặt mũi anh đâu cả. Anh lại còn lạnh nhạt với em nữa chứ. Anh xin lỗi nhá. Tại vì công việc giờ anh đang bận quá. Em thông cảm cho anh nhé. Công việc bận hay là em chán em rồi chứ gì? Anh đã bảo là anh đang bận rồi cơ mà. Tại vì sao lúc nào em cũng hoạnh hoẹ anh thế? Em muốn kiếm chuyện với anh đây à? Em có kiếm chuyện với anh đâu. Anh quên mất là hôm nay em với anh có hẹn rồi à? Anh vào đi. Chào anh Long, tôi tên là Cao. Đây là anh Cao, hôm trước em vừa giới thiệu với anh đấy. Em bảo là hôm nay dẫn anh ấy đến đây để gặp anh có gì. À, tôi nhớ ra rồi. Mời anh ngồi ạ. Cảm ơn. Tôi mời anh. Tôi xin. Tôi có mang đầy đủ hồ sơ ở đây. Chúng ta bàn vào công việc luôn nhé. Được rồi, anh cứ nói đi. Mà thôi, em đi ra ngoài đây. Hai anh ở đây bàn chuyện đi. Khi nào xong thì gọi cho em để mình đi ăn nhé. Ok, đợi anh nhé. Hiện tại thì bên công ty chúng tôi đang cố gắng phát triển đầu tư và bất động sản cũng như là các mảng về. Chúng ta cho anh chỉ sửa lại chi tiết này cho tôi thôi. Đến rồi đấy ạ. Anh Long, anh gọi tôi đến để ký hợp đồng à? Anh, sao mãi mới gọi cho người ta thế? Anh có biết là ấy, em mong chờ gặp anh thế nào không? Cô ngồi xuống đây đi. Cậu ngồi xuống đi. Gì cô? Dạ vâng ạ. Tôi vào luôn vấn đề cho nhanh nhá. Tôi hỏi hai người này. Hai người nghĩ tôi ngu à? Bị lừa đảo tôi à? Anh Long, sao anh lại nói như thế ạ? Em nào dám ạ? Lừa đảo á? Này, em là người yêu của anh đấy. Sao anh lại xúc phạm anh như thế? Xúc phạm à? Chính tôi không ngờ cô là người như thế đấy. Cô xem đi. Đây là hình ảnh của hai người đấy. Hải đã mất rất nhiều thời gian để thu thập bằng chứng đấy. Còn đây là dự án hấp dẫn mà cậu định mời tôi làm đấy. Tất cả đều là giả. Hai người thì tôi ngủ. Hai người thì cướp tiền tôi. Định lừa tôi đấy à? Anh Long ơi, chắc chắn là có sự hiểu nhầm xảy ra anh ạ. Chứ em không dám thế này đâu anh ơi. À, có người muốn hãm hại em anh ạ. Chứ em nào dám làm như này ạ? Anh để em điều tra anh nhá. Em sẽ báo cáo lại cho anh ạ. Còn điều tra cái gì nữa? Tất cả mọi bằng chứng nó rõ ràng như này rồi, cậu có đi chối nữa à? Lúc đầu tôi tưởng là cô bị gài bẫy đấy. Cô đã lầm rồi. Hai người quá khinh thường chủ tịch rồi đấy. Hai người tưởng là ghế chủ tịch này muốn ngồi vào là ngồi à? Các người đùa với chủ tịch đấy à? Đã thế, tôi sẽ tố cáo hai người. Nhất định hai người sẽ phải ngồi tù. Anh Long, em xin anh đấy ạ. Anh để tình, chúng ta là yêu cũ. Tha thứ cho em được không? Em xin anh đấy ạ. Bây giờ cô vẫn còn nhắc chuyện yêu đương nữa. Tôi nghĩ tôi thật sự kinh tởm cô đấy. Cậu à, cậu gọi bảo vệ vào đây. Tôi muốn đưa hai người đây công an. Anh Long ơi, em xin anh. Anh ơi, anh tha cho em lần này đi ạ. Em xin anh đấy ạ. Nếu anh tha thứ cho em sẽ nói cho anh biết chỗ ở của Tường San. Cô nói cái gì? Thật ra em biết chỗ ở của Tường San. Em đã đến đó một lần rồi.
sao tôi biết được? Lúc cô ta chuyển trường, em đã theo dõi cô ta. Em sợ là hai người gặp lại nhau nên em đã cấm cô ta không được gặp anh. Cô dám làm thế à? Vì em biết anh đã yêu cô ta mất rồi. Anh tưởng là em không biết à? Anh không hề yêu em. Anh chỉ tưởng như thế thôi. Thôi rồi, cô nói đi, cô ấy đang ở đâu? Anh sẽ tha thứ cho bọn em chứ? Cô cứ nói đi, tôi sẽ xem xét. Cảm ơn anh. Tớ tìm của mãi đấy. Sao cậu trốn kỹ thế? Long, sao cậu nhàn nhiên thế? Không đi mời tớ vào nhà à? Cậu vào nhà đi. Uống với tớ vài lon nhé. Giờ tôi mới nhận ra điều xa cậu quan trọng như thế nào. Cậu chuyển công tác về làm với tớ đi. Tớ không sao được tớ. Cậu về với tớ đi. Cậu nói cái gì đấy? Cậu về với tớ đi. Cậu đã làm vọng trong tim tớ rồi đấy. Tớ làm gì với anh nhá? Xin lỗi anh, không biết là anh có thể nhường cho tôi ngồi bàn này được không ạ? Tại sao lại thế? Ở quán này có thiếu bàn đâu, có thiếu chỗ ngồi đâu. Tôi cũng biết là như thế, nhưng mà cái bàn này là bàn quen của tôi. Lúc nào tôi đến quán này tôi cũng ngồi bàn này, nên là mong anh thông cảm. Phải ngồi ở đây tôi mới có cảm hứng để làm việc được. Thật là lại còn có thể kiểu một cái bàn quen nữa. Bây phải ngồi bàn quen mới có hứng à? Thế thì tôi nói thật nhá, tốt nhất cô nên đi về nhà đi. Không phải chỗ nào cũng dành riêng chỗ cho cô đâu. Chắc là anh không biết rồi, nhưng tôi là khách quen ở đây. Ngày nào tôi cũng đến và ngồi với bàn này, cho nên có thể gọi đây là bàn mặc định dành cho tôi. Thế à? Trên bàn này tôi có thấy viết tên của cô đâu. Vì không có tên nên cô đi đi. Anh là đàn ông con trai kiểu gì ấy nhở? Nhường một cái bàn cho cô gái thôi, phải khó đến thế à? Chẳng có một chút nào gọi là ga lăng cả. Thế cô không biết rồi. Tôi có ga lăng, nhưng cái độ ga lăng của tôi phải tùy thuộc vào đối phương và tâm trạng của tôi nữa. Hôm nay tâm trạng của tôi không vui, nên tốt nhất là cô đi đi, tôi không nhường chỗ đâu. Anh đúng là loại người trắng ra làm sao. Này, cô nói cái gì đấy? Miệng xinh thế kia mà nói ra mấy cái từ không thể nào mà nghe nổi. Ê, này, cô làm cái gì đấy, hả? Xin lỗi, tôi lỡ chân. Ngước cả mặt. Mệt quá. Về sớm thế, quán đóng cửa à? Không, chẳng hiểu ấy, sáng nay ngủ dậy tôi đã bước cái chân nào xuống giường trước nữa. Xui ôi là xui, gặp đúng mấy thằng củ chuối. Hắn ta dám cướp cái bàn mà tớ hay ngồi. Không biết là ấy, ai có thể làm cho cậu giận được như thế. Tò mò thật đấy. Thì nhìn mặt hắn ta ấy, trông cũng có vẻ là đẹp trai. Nhưng mà tính nết ấy, thì chẳng ra gì, đúng là đáng tiếc. À, mà cậu hay viết văn, thử kể nghe xem, biết đâu lại là oan gia ngõ hẹp thì sao? Thôi, tớ xin, tớ thề với cậu nhá. Nếu mà bây giờ tớ có gặp lại hắn một lần nữa ấy, tớ sẽ đá ngay vào cái chỗ đấy của hắn cho chết. Mà thôi, tớ đi tắm đây, nóng quá. Đi đi. Đây là ảnh của chủ tịch công ty mình mà. Anh Long được giới thiệu xem mắt với Tường San luôn. Alo. À, Hải đấy à? Có chuyện gì thế? Tường San đi tắm rồi. Lát nữa chị sẽ nói với Tường San.
tới đấy. À, của cậu này, Hải vừa gọi đến, nó bảo là định giới thiệu người nào đấy cho cậu. Nhưng mà người ta vừa gọi điện bảo là bận nên là thôi rồi. Với lại người ta bảo là không thích những người viết lách mơ mộng. À, mà cậu không tò mò xem người được giới thiệu là ai à? Ui, tớ không, thằng Hải bạn của tớ, xem nó suốt ngày giới thiệu cho tớ mấy cái người bạn mà nó quen ý. Nói chung là tớ không quan tâm lắm. À, hay là để hôm nào tớ bảo với nó giới thiệu cho cậu nhá. Thôi, không cần đâu, tớ tự tìm được mà. Thế cũng được, mà này, bao giờ có người yêu ý, là nhớ phải khao tớ đi ăn đi nhá. Ừ. Ơ à, Linh, bắt quả tang rồi nhá, đi hẹn hò đúng không? À, tớ được giới thiệu ấy mà. Ừ, thế mà cậu giấu tớ. Nhưng mà ấy, nếu mà cậu hẹn hò với anh ta thì tớ nghĩ là cậu nên xem xét lại đấy. Không ngờ cô Linh có người bạn như này đấy. Thì sao? Tôi ấy không những là bạn mà còn là bạn rất thân đấy. Tôi sẽ không để cho cậu ấy hẹn hò với một kẻ chẳng ra gì như anh đâu. Này, cậu nói cái gì đấy? Đây là chủ tịch của công ty tớ đấy. Anh ta là chủ tịch của công ty cậu á? Nhưng mà cậu bảo là cậu đi gặp người để... Ôi trời ạ, không được đâu. Hắn ta ấy chính là cái người mà tớ đã gặp ở quán cà phê ấy. Sao lại cướp bàn của tớ ấy? Này anh kia, tôi nghe nói anh là chủ tịch của một công ty lớn à? Nhưng mà ấy, nếu mà anh đã đồng ý hẹn hò với bạn của tôi rồi thì nhớ là phải cư xử với cô ấy cho đúng mực đấy nhá. Đừng có ỷ lại mình có một tí tiền mà muốn hành xử ra sao cũng được. Ít ra cô ấy không hổ vồ như cô. Anh nên cảm thấy may mắn vì anh có cô ấy đấy. Nếu không á, vừa nãy tôi gặp anh tôi đã bay anh đi rồi. Chủ tịch, anh thông cảm, bạn em cô ấy làm người tự do nên là tính tình có hơi phóng khoáng một chút, mà năng không kiêng nể gì đâu anh ạ. Cô ở cô Linh ấy, tốt nhất cô nên học tập cô ấy đi. Đàn bà con gái thì nó như hổ vồ ấy. Nói câu nào như giao cứa câu đấy, cẩn thận có ngày ý đến già đấy. Tôi ế thì đã làm sao, tôi kể cả có ế cũng chẳng đến lượt anh quản. Chủ tịch, anh thông cảm. Về em sẽ nói chuyện lại với cô ấy. Tính tình cô ấy vốn dĩ mạnh mẽ mà. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Anh phải về trước đây. Linh, em tự về được chứ? Về được chứ? Dạ vâng, là em sẽ về với Tường San ạ. Giả tạo. Cô ấy đi với tôi ấy còn an toàn hơn là đi với anh đấy. Linh này, cậu vẫn đang giận tớ đấy à? Tớ nói thật với cậu đấy, hắn ta ấy là một người không hề đáng tin chút nào cả. Dù sao ấy, anh ấy cũng là chủ tịch của tớ, cậu phải tế nhị một chút chứ. Tớ như thế là tế nhị lắm rồi đấy. Cậu có biết hắn ta nói gì với tớ không? Ga lăng ấy là phải đúng tâm trạng, đúng đối tượng. Tớ nghĩ là vị chủ tịch này của cậu không ổn chút nào cả. Chẳng có gì là không ổn cả. Mà nhá, cậu phải nghĩ xem, cậu là nhân viên của hắn ta mà lại còn là nhân viên cấp thấp nữa. Bây giờ một vị chủ tịch ngồi nói chuyện như thế, tớ thấy có cái gì đấy khó tin lắm. Nhân viên cấp thấp thì đã làm sao? Không được quyền yêu đương phấn đấu à? Bây giờ chỉ có những người giàu có mới được quyền yêu đương sao? Tớ cứ thích mơ mộng, mơ có ngày trở thành vợ của chủ tịch đấy. Tớ là tớ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, chứ tớ không có ý như thế. Tớ biết là cơ hội này của cậu ấy đúng là ngàn năm có một, không phải là ai cũng có. Nhưng mà dù cậu có thích người ta thì cậu cũng phải dùng cái đầu lạnh để tỉnh táo chứ. Cậu thôi đi, có mà cậu đang ghen tị với tớ thì có. Cậu đang ghen tị vì tớ có một mối nhân duyên tốt chứ gì? Có phải lúc nào cậu cũng cho là cậu thì xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp, còn tớ chỉ xứng đáng nhận được những thứ cặn bã thôi à? Này, cậu nói như thế là quá đáng lắm rồi đấy nhá. Chúng mình là bạn bè bao nhiêu lâu rồi, cậu còn không hiểu tớ nữa à? Cậu đừng có mà nói với tớ là cậu có tình cảm với anh ta thật đấy nhá. Tôi thích thì đã làm sao, tôi cũng là con người, trái tim tôi cũng có quyền được rung động mà. Thôi được rồi, chuyện của cậu ấy, từ nay tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Cậu biết thế là tốt, dù sao ấy, trong lòng cậu có bao giờ coi tôi là bạn đâu. Lúc nào cậu cũng coi thường tôi, nghĩ là tôi không thể nào phát triển hơn cậu. Cậu đang nói gì đấy ạ? Cậu thích anh ta đến mức lú lẫn rồi à? Đúng mà, người ta nói ấy, là tình bạn chỉ có thể đẹp khi mà cả hai đang còn độc thân thôi. Thôi được rồi, bây giờ cậu cứ ở đấy mà cố gắng, rồi ôm mộng với một cái tình yêu đẹp với chủ tịch của cậu đi. Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ trở thành phu nhân của chủ tịch để cho cậu phải sáng mắt ra. Chủ tịch, thật là tình cờ quá, em đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp anh.
Anh ăn cơm chưa ạ? Hôm nay em có làm cơm ở nhà mang đi. Cảm ơn cô nhá. Tôi có hẹn đi ăn với mọi người rồi. Cô ăn đi. Nhưng mà đến trưa rồi anh đã đi đâu ạ? Anh cứ cầm lấy ăn đi. Thật ra hộp cơm này là em đặc biệt làm cho anh đấy. Mời vào. Chủ tịch, em mang cái này cho anh ạ. Tôi cảm ơn, nhưng sau này cô đừng làm vậy nữa. Tôi và cô Linh có duyên thật đấy. Tôi hiểu tình cảm và sự quan tâm cô dành cho tôi. Nhưng đây là công ty, cô nên biết phân biệt một chút. Chúng ta đừng để việc riêng làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Dạ vâng ạ. Nếu cô Linh hiểu rồi thì cô ra ngoài làm việc đi. Chủ nhật này anh có rảnh không ạ? Em đang có 2 cái vé xem phim, em muốn mời anh. Tôi cảm ơn, nhưng tôi không thích xem phim cho lắm. Thôi, để tôi làm việc, cô ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Cậu giải thích đi. Chuyện gì thì để lúc khác nói. Tôi đang phiền não lắm đây này. Không, tất cả mọi chuyện ấy cậu phải giải thích ngay bây giờ. Anh Long là người được giới thiệu cho tôi. Thế tại sao cậu lại là người đi xem mắt? Cậu đừng có mà điên. Ý của cậu là tôi cướp người của cậu á? Cậu ghen tị với tôi đến mức như thế cơ à? Tôi không có đổ oan cho cậu. Hôm đấy cậu đã nghe điện thoại của tôi, Hải gửi hình ảnh của anh ta đến, cậu đã xem được. Và cậu nói với tôi là anh ta có hẹn nên là không đến buổi xem mắt nữa. Nhưng hôm sau ấy, cậu đã tự ý đến. Chuyện đấy cậu có thể nói với tôi cơ mà. Vốn dĩ là tôi đã không thích đi xem mặt rồi. Nhưng mà sao, cậu đã nói dối tôi. Cậu có biết ý, nếu anh ta biết cậu mạo danh đến để gặp mặt anh ta thì anh ta sẽ như nào không? Thôi đi, đừng có mà nói nữa. Dù sao ấy, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mà cậu không quan tâm ấy thì kệ đi. Cậu không trân trọng anh ấy thì để tôi. Tôi đã thích thầm anh ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tại sao người được giới thiệu lại là cậu chứ? Cậu mù quáng điên rồ quá rồi đấy. Có phải là để đạt được tình cảm của anh ta ấy, cậu sẽ bất chấp tất cả không? Phải, tôi sẽ không để cho anh ấy rơi vào tay ai cả, và nhất là cậu. Cậu thay đổi rồi. Hóa ra là từ trước đến nay suy nghĩ của cậu về tôi ấy, lúc nào tôi cũng xấu xa như thế đúng không? Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói sự thật này cho anh ta biết. Nếu mà tôi để như thế, người càng lún sâu vào thì người tổn thương ấy lại là cậu đấy. Cậu đừng có cố chấp như thế nữa không? Cậu buộc phải hại tôi, cướp đi tình yêu của tôi như thế à? Cậu nghĩ kỹ đi, cơ hội đấy là của tôi. Nhưng mà cho dù hôm đấy tôi có đến gặp thì tôi với cả anh ta cũng không thể nào mà nên duyên được. Nhờ với tính cách của anh ta như thế, một khi sự thật mà đã phơi bày thì người thiệt hơn chắc chắn sẽ là cậu đấy. Tử San, tôi xin cậu đây. Tôi đã lỡ làm một cuộc chơi này. Cậu đừng có làm như thế. Cậu bảo tôi làm gì cũng được, hay là tôi quỳ xuống? Thôi, nếu mà nhất thiết phải như thế thì cậu hãy dọn ra khỏi nhà và tự lo cho bản thân của mình đi. Mời vào. Anh Long, em đem tác giả gặp anh này. Cô ấy là tác giả? Vâng. Hôm trước em nói chuyện với anh rồi gì nữa, không phải là hai người gặp nhau rồi? Hôm trước tôi có gặp nhưng không phải là cô ấy. Tôi nói luôn, cuốn tiểu thuyết của tôi, tôi chưa có ý định bán độc quyền đâu. Mà nhất là bán cho anh nữa thì càng không. Có vẻ như là cô Thường San vẫn chưa hết thành kiến với tôi nhỉ? Chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc thêm đấy. Không cần đâu, tôi không có gì để bàn bạc với anh hết. Anh chỉ cần đối xử tốt với bạn tôi là được. Nếu như anh đối xử tệ với cô ấy thì đừng có mà trách tôi. Chị, cái này là như nào? Bình tĩnh nói chuyện đã. Chị không muốn bàn bạc thêm gì hết. Tiểu thuyết của chị không bán nữa. Chị. Này, không phải lúc trước em giới thiệu cho anh gặp rồi, anh còn khen cả chị nữa mà. Hôm trước tôi có gặp, nhưng cô ấy là Linh, bạn của Thường San. Cô Linh làm trong công ty của tôi, cậu có biết chứ? Alo, Linh á? Ừ, cái Linh mà chị Linh, em hỏi chị, cái cuộc điện thoại trước chị nghe ấy, chị có bảo với chị Thường San không? Mà tại sao vừa đến buổi hẹn với là chủ tịch lại là chị là như nào? Tôi là do Thường San, cô ấy bảo là cô ấy không quan tâm, không muốn đến. Chị có nghĩa là chị mạo danh để gặp anh Long à? Uầy, em không biết là chị vô tư hay chị có dã tâm gì, thế nhưng mà cái chuyện này chị nhất định phải giải thích với anh Long. Anh Long,
anh hãy nghe em giải thích với ạ. Cô Linh này, có thể cô không biết rồi, tôi là tôi ghét nhất nói dối luôn đấy. Vì vậy cô Linh nghỉ việc đi. Anh Long, em biết là em sai rồi, nhưng mà tình cảm của em dành cho anh là thật. Anh hãy nể tình em là một người nhân viên tốt, một người chân thành. Anh tha thứ cho em được không ạ? Mời cô đi cho. Đây, đây, đây. Các người thật là quá đáng. Tại sao lại làm như thế với tôi chứ? Tôi cũng chỉ là vì yêu anh ấy. Tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi mà. Tại sao lại phải trên đường sống của tôi? Thế thì chị có thể nói bọn tôi mà. Tại sao chị phải nói dối như thế? Anh ấy là chủ tịch của FVM. Hơn nữa, các người cũng muốn leo lên vị trí phu nhân chủ tịch. Tôi nói, các người chúng giúp tôi à? Chị có biết là chị với chị Sang khác nhau ở điểm gì không? Chị Sang thì luôn nỗ lực để đạt được điều mình muốn, còn chị dùng mọi thủ đoạn. Chị cho rằng cả thế giới nợ chị, cả thế giới phải nhường nhịn, phải chiều chuộng chị á. Chị nghĩ chị là ai? Những kẻ sinh ra đã tốt số như các người ấy, làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi chứ? Đúng, có thể là bọn tôi không hiểu cảm giác. Thế nhưng mà chị em bọn tôi có lỗi gì với chị à? Cả gia đình của tôi cũng thế. Gia đình chúng tôi đã cứu ba chị từ lúc mà chị nghèo có, chị không có gì trong tay. Để đến bây giờ chị quay tính toán thủ đoạn bọn tôi như thế à? Tôi sẽ làm cho những người có lỗi với tôi. Này, ơ kìa, chị Linh, cái bà này bị làm sao nhở? Chị Linh, anh Long, anh chịu đến thăm em, anh đã tha thứ cho em rồi à? Cậu đến đây làm cái gì đấy? Cậu còn muốn thế nào nữa? Anh Long, anh phải làm chủ cho em. Cô đừng xúc động quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Cậu mau rút đơn kiện em trả tôi đi, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nhá. Cậu tạ đánh tôi ra nông nỗi này, bây giờ cậu lại còn bảo tôi rút đơn kiện nữa. Tôi không biết tôi đã làm gì quá đáng mà các người lại muốn giết tôi. Chỉ là cơ hội làm quen với chủ tịch thôi mà. Được thôi, tôi trả lại cho cậu rồi được chứ gì. Này, rõ ràng cậu biết mọi chuyện hỏi là như thế mà. Cậu đừng có mà ngụy biện. Có anh Long ở đây, hôm nay tôi hứa là tôi sẽ rời xa anh ấy, từ bỏ anh ấy. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho cậu. Nhưng mà tôi cầu xin hai người đấy, hai người hãy tha cho tôi đi, đừng có truy sát tôi nữa. Bảo Linh ạ, làm ơn đấy, cậu đừng có mà diễn nữa. Cậu đừng tưởng cậu diễn như thế thì anh Long sẽ tin. Đừng có mà sai lại càng thêm sai. Tôi biết những việc tôi làm đều là sai trái, nhưng mà tất cả cũng chỉ là vì tôi yêu anh Long mà thôi. Cậu tha cho tôi đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được mà. Hôm đấy Hải về nhà, Hải đã lắp camera trong nhà nên là mọi hành động mà cậu làm ý đã bị camera ghi lại hết rồi đấy. Hải không làm gì cậu cả, tất cả ấy đều là do cậu. Vốn dĩ tớ đã muốn cho cậu một cơ hội, nhưng mà có vẻ là cậu đã đi xa quá rồi đấy. Nhưng mà bây giờ ấy, cậu hãy dừng lại đi. Và sau này nếu mà chúng ta gặp lại nhau ấy, cũng hãy xem như là người dưng nhá. Công ty sẽ bồi thường cho cô một số tiền để dưỡng thương và bồi dưỡng mất việc. Cảm ơn cô vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng tôi và cô mãi mãi là đường thẳng song song, không thể gặp. Tôi chúc cô sẽ mau khỏi bệnh và sẽ sớm tìm được tình yêu. Tường San, cô Tường San này, lần trước có một số chuyện hiểu lầm nên tôi đã cư xử không đúng mực. Cô có thể bỏ qua cho tôi được không? Nếu mà là vì chuyện đấy thì anh không cần phải lo đâu. Cãi nhau với anh ý, tôi thấy cũng vui mà. Cũng là do tính cách của tôi bướng bỉnh với là cứng nhắc nữa. Vậy còn chuyện hợp đồng xuất bản bộ tiểu thuyết, cô có thể cho tôi hợp tác được không? Anh thực sự quan tâm đến cái hợp đồng đấy à? Đúng thế, bộ tiểu thuyết đó khá là tiềm năng, tôi đã đọc rồi. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để hợp tác cùng. Vậy thì chiều chủ nhật này tôi rảnh, ở chỗ nào ấy thì anh biết rồi đấy.
kìa. Anh dám ở đây gian díu phạm vội tôi đấy à? Cô đến đây làm gì đấy hả? Này, sao mày dám làm như thế với anh Hải? Liên quan gì đến cô? Mày là ai mà dám mạnh mồm như thế? Tôi là người yêu của anh Hải, còn cô là ai mà lại dám vê vãn anh ấy? Tao mới là người yêu của anh Hải, còn mày chỉ là cái loại hàng cũ mà thôi. Này, cướp người yêu của người ta rồi không biết xấu hổ mà còn dám nói như thế à? Anh Hải, cô ta đánh em. Này, cô đánh người yêu tôi á? Hả? Anh dám với cô ta mà anh đánh tôi á? Không ngờ nhạo mà sâu mấy hạt kiếm tiền đi, đến đây làm gì? Nếu mà tôi không đến đây thì làm sao tôi thấy được cái cảnh anh đang đi ngoại tình phản bội tôi hả? Phản bội cô á? Cô cho anh Hải được cái gì xấu xí như thế này? Anh Hải, em không ngờ là ấy, lúc trước khẩu vị anh lại mặn như thế đấy. Tốt nhất cô đi về đi, đừng ở đây mà làm xấu mặt tôi nữa. Tôi không về, hôm nay tôi phải hỏi rõ anh xem ý, bây giờ anh định tính thế nào đây? Còn thế nào nữa, rõ ràng như thế thôi còn gì. Anh Hải, anh nói cho nó biết đi. Thôi được rồi, hôm nay dù sao cô đến đây rồi tôi nói rõ một lần cô hiểu luôn nhá. Từ bây giờ ấy, Bảo Linh là người yêu của tôi, còn tôi với cô ấy dứt khoát chấm dứt đi. Anh bỏ tôi á? 2 năm qua bọn mình đã chung sống với nhau, tôi đã lo cho anh biết bao nhiêu thứ, anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi. Thế mà bây giờ anh bảo là anh không còn tình cảm với tôi. Miệng anh ấy đã luôn nói là anh yêu tôi cơ mà, bây giờ không còn một chút tình nghĩa nào à? Đấy là tại vì cô ngu nhá. Lúc trước cửa hàng cô kiếm được tiền, cô nuôi được tôi, còn bây giờ cửa hàng cô phá sản rồi, cô lấy gì nuôi tôi hả? Thế tôi không chia tay cô ấy thì ở với cô làm gì? Thế là từ trước đến nay là anh đang lợi dụng tôi, chứ anh không hề yêu tôi. Chẳng qua là tôi mù nên là tôi mới yêu anh đúng không? Đúng rồi đấy. Mày nhìn lại mày xem là mày bây giờ ấy có cái gì mà xứng với anh Hải. Đã không có tiền thì thôi, lại còn chả có sắc, định lấy cái gì ra so sánh với tao? Tốt nhất đi, mà cô đi về đi, đừng ở đây làm xấu mặt tôi nữa nhá. Đúng rồi, tôi cũng nên đi về thôi. Tôi cũng chẳng muốn đứng đây nói chuyện với hai loại người chơi chết như anh nữa. Mày bảo ai chơi chết? Đã không có tài ấy, đừng có bảo ở đây nói phét. Tôi thì làm sao mà có tài cướp người yêu người khác như cô được. Mày, tốt nhất đi, cô đi về đi, đừng ở đây là mất hứng chúng tôi nữa nhá. Tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt hai người nữa đâu, nhìn ấy là buồn nôn. Em có làm sao không? Đánh em à? Này cô kia, cô bị điếc à? Sao cô còn không trả lời? Cô gọi tôi á? Tôi có nghe thấy cô gọi tên tôi đâu. À, thì ra là mày à? Mày đến đây làm cái gì? Một cái đứa nghèo kiết xác như mày ấy định vào đây để ăn trộm ăn cắp à? Hả? Cô ăn nói cho tử tế, đừng có mà mở miệng ra là nói những lời rắn độc như thế. Tôi vào đây để làm việc chứ không phải là để gây sự với cô. Làm việc á? Mày thì làm được việc gì ở trong này? Mày cọ vệ sinh à? Hay là làm tạp vụ? Tôi với cô ấy đều là nhân viên trong công ty này thôi. Mày chỉ là cái loại nhân viên quèn thôi, làm sao mà biết được đến cái tầm thư ký của chủ tịch như tao? Thư ký của chủ tịch thì có quyền coi thường người khác như thế à? Chứ sao? Mày nhìn lại mày xem, một xu chả dính túi, người yêu còn không giữ nổi thì làm được cái việc gì? Cô đang nhắc đến anh ta á? Nếu mà cô đã thích như thế thì tôi nhường đấy. Loại người yêu cặn bã như thế tôi cũng không có cần. Mày không có cái bản lĩnh ấy đâu. Chả qua là ấy, tao có sức hấp dẫn hơn mày thôi. Cái sức hấp dẫn của cô ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài để mà đi đong dai thôi. Mày, tôi không có dễ chơi như thế đâu. Còn Danh này, mày cứ đợi đấy. Em nên sửa viên đá này cho nó nhỏ lại một chút, nhìn sẽ thanh hơn. Vâng ạ, em cũng thấy là nó đang không cân xứng, nhưng mà chưa biết sửa như thế nào. Em làm màu dây ra mặt em rồi này. Thế chưa? Đến chút. Em cảm ơn ạ. Anh Long, em mang cà phê cho anh. Cảm ơn em. À, em ra ngoài lấy cho Thường San thêm một ly nữa nhé. À, không cần ạ, tí nữa em ra ngoài em lấy cũng được. Không sao đâu, em cứ hoàn thiện nốt bản thiết kế đi, để cô ấy lấy cho. Thôi, cô đang bận mà, tôi đang rảnh, để tôi đi lấy cho. Ờ, vậy phiền cô rồi.
cà phê của cô đây. Tôi cảm ơn nhé. Tôi xin lỗi, tôi trượt tay. Em có bị bỏng không? Dạ thôi, không sao đâu ạ. Chết rồi, tay em đỏ quá. Tốt nhất em lên y tế kiểm tra đi. Vâng ạ, em không cố ý ạ. Lần sau em làm ăn tử tế một chút. Thôi em đi ra ngoài làm việc đi. Alo, Tường San à? Em đến văn phòng anh có chút việc nhé. Anh Long này, đơn hàng lần này của công ty chúng ta đã được ký chưa ạ? Anh đã giao lại bản thiết kế cho Tường San hoàn thiện rồi, để giao lại cho khách hàng. Nếu khách hàng ngưng ấy, thì họ sẽ ký hợp đồng. Tường San là nhân viên mới, em sợ là cô ấy chưa đủ khả năng để làm thiết kế đâu ạ. Nhỡ đâu không là vừa lòng khách hàng khó tính được thì làm sao ạ? Cô ấy tuy là nhân viên mới, nhưng anh thấy ý tưởng cô ấy khá là độc đáo. Nói chung là cứ để cho cô ấy làm, từ đến cuối cùng anh vẫn là người thẩm định cơ mà. Có anh thẩm định là em yên tâm rồi. À, mà gia đình em cũng có quen với khách hàng lần này đấy ạ. Nếu mà anh cần thì em có thể tiếp cận với khách hàng trước. Thôi, không cần đâu. Anh rất tin vào chất lượng sản phẩm của công ty trang sức chúng ta. Dạ vâng, thế thôi, em đi làm việc đây ạ. Em không sao chứ? Em không sao ạ. Hai người đau quá. Đấy, đi em ra phòng dưới. Anh đến đây làm gì đấy? Anh đến để thăm em. Không được à? Anh thăm em làm gì? Anh đi mà thăm nom cô thư ký của anh ấy. Trời ạ, em ghen đấy à sao? Em thì làm gì có quyền gì ghen với là chủ tịch cơ chứ? Thì em là phu nhân chủ tịch tương lai rồi còn gì nữa. Em có quyền nhất đấy. Thôi em không dám đâu. Trèo cao ấy rồi lại ngã đau đấy. Em ấy bây giờ là đứng rất vững trong lòng của anh rồi. Không bao giờ ngã được. Thôi. Thế là em hết giận anh rồi phải không? Em có giận anh đâu. Thật không đây? Em là thật mà. Thực ra ấy, em thừa biết đấy là thủ đoạn của cô ta để cướp người yêu của em. Cô ta có thể cướp người yêu của em một lần, chứ làm sao cướp đến lần thứ hai được. Thế em không sợ anh giống như anh ta à? Không, đương nhiên là không rồi, em tin anh mà. Ngày trước ấy là do em đang ngây thơ nên là em mới tin anh ta thôi. Còn bây giờ khác rồi. Trước em cũng tin anh ta đấy thôi. Đấy, đấy là vì em ngây thơ. Còn bây giờ ấy, em đã đủ trưởng thành chín chắn vào những suy nghĩ riêng của mình rồi. Với cả ấy, nếu mà anh có thích cô ta thì đâu đến lượt em. Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh. Anh sẽ bảo vệ em. Cô định đi đâu đấy? Tôi đi đâu ấy, liên quan gì đến cô? Sao? Định đem đồ vừa ăn cắp đi tiêu hủy à? Cô đừng có mà nói quá đáng. Quá đáng á? Tôi nói cho cô biết, sợi dây chuyền của công ty định giao cho khách hàng ngày hôm nay đã bị mất rồi. Cái gì? Sợi dây chuyền bị mất á? Tại sao lại có thể như thế được? Phải, nó đã bị ăn cắp. Và tôi nghi ngờ cô chính là người ăn cắp nó. Cô đừng có mà vu khống cho tôi nhá. Hôm qua ấy, sau khi bỏ sợi dây chuyền vào két ấy, chính cô là người cuối cùng rời khỏi công ty đấy. Tôi là người cuối cùng rời khỏi công ty, đâu có nghĩa là tôi đã ăn cắp nó. Sáng hôm nay ấy, cô cũng chính là người đến công ty sớm nhất đấy. Và từ lúc đấy đến bây giờ ấy, chỉ có mỗi cô muốn rời khỏi công ty thôi. Nhưng không phải cô thì là ai? Này, cô đừng có mà ăn nói vô lý như thế nhá. Vô lý hay không ấy, kiểm tra là biết thôi. Được, bây giờ cô muốn kiểm tra như nào? Đưa túi sách của cô đây. Nếu mà cô muốn kiểm tra ấy, thì cô kiểm tra đi. Có chuyện gì thế?
Anh Long, sợi dây chuyền mà chúng ta định giao cho khách hàng ngày hôm nay đã bị mất rồi ạ. Và Tường San chính là người ăn cắp nó. Sao? Tường San lấy sợi dây á? Vâng ạ, anh cứ xem đi rồi biết. Đây, anh xem đi. Em đã nói đúng, cô ta chính là người ăn cắp mà. Sao dây chuyền lại ở trong túi của tôi được? Anh Long, quả thật là em không có lấy nó. Anh phải tin em ạ. Đã ăn cắp còn già mồm nữa ạ. Sợ dây chuyền này tôi không có lấy, làm sao mà tôi nhận được chứ? Anh Long, mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi. Em đề nghị anh nên đuổi cô ta ra khỏi công ty. Anh Long, anh phải tin em. Thực sự là em không có lấy sợ dây chuyền này ạ. Sự việc đến mức như này rồi thì làm theo quy định công ty đi. Tường San, em nghỉ việc mấy hôm đi để công ty xác minh đã. Còn xác minh cái gì nữa ạ? Cái loại ăn cắp như cô ta ấy, công ty không chứa nổi đâu. Linh, em cứ bình tĩnh đi đã. Công ty sẽ xác minh tất cả mọi thứ và sẽ không bênh ai cả. Cho dù có xác minh lại, cô cũng không có cửa bước vào công ty nữa đâu. Anh yêu, chuyện trước dây chuyền ấy anh làm rất tốt. Con Sa đã bị định tội và bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Tất cả là nhờ mưu kế của em. Đương nhiên, nó mà dám đấu với em á, còn lâu. Cái con ngu ấy làm sao mà so sánh với em nữa. Cũng may là anh bỏ nó sớm để đến với em đấy. À, anh có cái này cho em. Cái gì đây anh? Ôi, anh lấy đâu ra nhiều tiền đấy? Đây chỉ là một nửa cái số tiền dây chuyền này thôi. Dây chuyền nào? Cái dây chuyền công ty em bị mất ấy. Nghĩa là sao? Cái dây chuyền trong túi của Tường San ấy, đấy là cái dây giả. Còn cái dây thật thì anh đã đi thủ tiêu với lấy tiền thôi. Xịn lắm, xịn lắm, thông minh ấy. Đồ ngu, ai bảo anh làm như thế? Cô bị ngu thì có. Tôi có đâu mạo hiểm cả cái tính mạng của tôi để vào công ty của cô chỉ để ăn cắp cái dây chuyền rồi để vào túi của Tường San rồi đổ tội nó ăn cắp. Điên à? Đúng là loại không có não mà. Anh nghĩ là công ty không phát hiện ra đó là sợi dây chuyền giả và không điều tra được à? Này, nếu mà có phát hiện ra ấy, thì cũng nghĩ là cô ta đã kịp thời đánh cháo nó thôi, hiểu chưa? Anh nghĩ thằng Long nó ngu như anh chắc. Đã thủ tiêu rồi ấy, thì giấu sợi dây chuyền giả trong túi để làm gì mà bị phát hiện? Thì đến bây giờ công ty em đã phát hiện ra đâu? Chẳng qua lúc đấy là do chúng nó dối nên mới không phát hiện ra thôi. Anh có biết là ấy, sự tham lam của anh sẽ giết chết anh không? Cô tưởng là mỗi mình tôi tham lam hả? Cô đừng tưởng là tôi không biết. Cô cũng từng có ý nghĩ là muốn đeo lên cái vị trí phu nhân chủ tịch nhá. Tôi tham á? Tôi tham ấy thì tôi đã không yêu một kẻ nghèo kiết xác như anh rồi. Đúng cái loại còn não. Dành con để cô dám xỉ nhục tôi à? Xỉ nhục anh ấy là còn may rồi đấy. Anh Long, sao anh lại đến đây? Tôi đến đây để xác minh chuyện dây chuyền đấy. Sợi dây chuyền đó là do Tường San cắp mà. Rõ ràng như thế, còn phải xác minh cái gì nữa à? Cô nghĩ là tôi ngu à? Cô nghĩ tôi không biết á? Tôi nhìn cái sợi dây chuyền đấy là thật hay là giả? Chẳng qua ấy, là tôi đuổi việc Tường San ấy để cho thủ phạm lơ là, tôi dễ điều tra thôi, cô hiểu chưa? Anh biết nó là giả rồi sao? Tôi buôn bán trang sức bao nhiêu lâu nay, đến chuyện thật giả tôi không phân biệt được, thì làm sao tôi có thể đứng vững trên thị trường này được, hả? Hóa ra, anh lừa em à? Tôi không lừa cô, mà tôi chỉ không tin tưởng cô thôi. Còn đây là bằng chứng, anh ta lấy cắp sợi dây chuyền bỏ túi của Tường San đấy. Không thể nào. Anh nên biết rằng ấy, tất cả các cửa hàng vàng bạc đá quý bây giờ ấy, họ đều lắp camera. Cho dù ấy, anh có ăn mặc kín đáo thế nào ấy, một khi công an đã vào cuộc thì anh không bao giờ che giấu được đâu. Họ đã lấy được hình ảnh trong khoảng thời gian sợi dây chuyền biến mất ấy, anh đã có mặt ở công ty. Anh đợi ngồi tù đi, Hải ạ. Anh Long, chuyện cắp dây chuyền là do anh ta, em không biết gì cả. Cô không ăn cắp, nhưng cô chính là đồng phạm của anh ta đấy. Anh hãy tin em, tất cả chuyện này không liên quan gì đến em cả. Con danh con này, mày cũng cháo trở thật đấy nhở? Cô không cần phải chối nữa đâu. Việc cô đánh là hướng Tường San ra khỏi phòng, để Hải có cơ hội bỏ sợi dây chuyền vào túi cô ấy. Và cả cái việc để tôi vào bắt quả tang Tường San cắp, cô nghĩ tôi không biết gì à? Em... Trong công ty của tôi ấy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người gian trá như cô. Cô bị đuổi việc. Không, anh Long ơi, em xin.